Phật dạy, sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời, có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói, càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức. Nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu,
chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều. Nói dối có hại hay là nói dối không hại người? Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thập. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong mười điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào, cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật, nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng, thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt
trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta, tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta, vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào
đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi: ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói: nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân, ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta, khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là
những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai, khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống, chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật. Đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian, còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn, đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ, khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo. Là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tinh sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết, kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy,
điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh báo hiếu phụ mẫu trong ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau. Người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn, chứ không phải ai khác, sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng. Bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Vô tận phục tàn. Mở đầu pháp hội, Điện Đắc Bồ Tát đại diện chúng hội xin Phật giải thích những điều mà họ thấy lạ lùng. Trước khi Đức Phật ra đời, vua chúa hay nói chung xã hội Ấn Độ thời bấy giờ xem thường người đi tu là hạng ăn bám, và ai cúng dường cho những sa môn này là người mê tín. Hàng Bà La Môn chỉ trích rằng hạng sa môn tiêu cực, bại hoại, trốn đời, làm gì có phước báo mà cầu họ ban phước. Ngoài ra mọi người cũng thắc mắc tại sao Đức Phật từ bỏ dòng dõi cao quý. Nếu đi tu thì phải theo hàng cao sang, bấy giờ là Bà La Môn. Tại sao Ngài lại hội nhập vào giai cấp sa môn nghèo khổ để sống chung, tu chung với họ? Đặc biệt hơn nữa, Đức Phật thu nhận những người bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội và giáo dưỡng họ thành một giáo đoàn, gồm những bậc thánh hữu ích cho cuộc đời. Đó là ba việc mà thực sự người thường hay hàng nhị thừa đều sợ và không thể nào làm nổi. Nhưng Đức Phật lại thành công mỹ mãn. Thật vậy, người thường thì mưu cầu danh lợi, trong khi Phật ở địa vị cao sang, danh lợi tột đỉnh, lại vứt bỏ để đi tu. Chắc chắn người thường không bỏ nổi mà còn tiếc dùm cho Phật. Thực tế ai cũng muốn làm bạn với người cao quý, cầu thân với người quyền thế. Chẳng ai thích kết thân với người nghèo khổ, hạ tiện hay chơi với người tội lỗi, khổ đau. Bồ Tát hay Đức Phật hành Bồ Tát Đạo thì khác hẳn. Giáo đoàn của Ngài không ít những thành phần thấp kém nhất thời bấy giờ. Điển hình như Sunita là người hốt phân hay Ubali liên hoa sắc nữ. Ngài dùng pháp gì để chuyển hóa người quá dở thành thông minh? Điển hình là Bàn Đạt, em ruột của Bàn Đà. Bàn Đà thông minh, được Bà La Môn trọng dụng. Bàn Đạt chậm lục, thường bị chê cười, lại được Đức Phật mang về nuôi nấng, dạy dỗ và đạt được quả vị A-La-Hán. Suy nghĩ theo trí bình thường của con người, điều này quả thực khó hiểu. Không riêng gì Điện Đắc Bồ Tát và chúng hội thời ấy nghi ngờ, ngay cả chúng ta ngày nay cũng vẫn thắc mắc. Kinh Bảo Tích đưa ra việc Đức Phật chọn người bị bỏ đi, ung đúc họ thành người tài, để nói lên ý nghĩa quan trọng theo Phật.
trên pháp tánh hoàn toàn bình đẳng, không có giai cấp. Chỉ vì con người tự đặt ra những định kiến theo vọng tưởng, quyền lợi mà đẩy người khác ra ngoài lề xã hội. Đức Phật nhìn thấy khả năng thực sự của người mà Ngài thu nhận, nuôi dạy, đưa họ trở lại cuộc đời làm lợi ích. Nói cách khác, Kinh muốn nhắc nhở chúng ta theo dấu chân Phật, cần thể hiện lòng đại bi, có bổn phận cứu giúp người thăng hoa. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý, không khéo lại thu gom những người không ra gì và cho xuất gia, để rồi họ quậy phá, làm tổn hại cho đạo và uy tín của tăng đoàn, làm thoái tâm Phật tử. Làm như vậy, tội của ta nặng lắm. Hoặc chúng ta vì mê muội hay vì quyền lợi cá nhân, xúi người đi tu. Họ không có căn lành của người xuất gia, không thể sống đời phạm hạnh thanh tịnh. Cuối cùng, họ phải hoàn tục, không thể tự nuôi sống bản thân. Ta đã phá hư khả năng tiến thân của họ. Điển Đắc Bồ Tát hỏi Phật những ý như vậy, gợi cho chúng ta khi tiếp tăng độ chúng, phải dậy đến nơi. Người căn tánh không thuần thục, không nên cho xuất gia. Đừng đào tạo người mạnh thành người bệnh, bỏ đi. Phải chấp cánh cho người thăng hoa, không phải kéo tuột xuống, độ người xuất gia. Nhưng họ không đắc đạo, ta phạm tội nặng. Vì họ tiêu biểu cho Phật, ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời. Đức Phật dạy Bồ Tát Điển Đắc rằng, tất cả Bồ Tát đều có vô tận phục tạng, tiêu biểu là bốn phục tạng để giáo hóa chúng sanh. Hàng nhị thừa không có phục tạng này, không độ được người. Bốn phục tạng là gì và Bồ Tát dùng bốn phục tạng như thế nào để giáo hóa? Bốn phục tạng là tham, sân, si và đắng phần phiền não mà Đức Phật đã trải qua trăm kiếp tu hành để khắc phục, chế ngự được nó. Hàng nhị thừa tu thường đoạn trừ phiền não, nhưng càng quyết tâm đoạn, tham sân càng nổi dậy. Thực tế tôi thấy các vị tu hành đã lâu lại dễ nổi nóng, vì họ cố tâm đè nén, càng dằn lại nó càng bung ra mạnh. Đó là bệnh của người xuất gia. Thấy vậy chúng ta thương họ, vì quyết tâm tu mới ra nông nổi vậy. Bệnh thứ hai của nhị thừa là đoạn được tham, sân, si rồi, thì họ thành than nguội, quỷ mục, là vô giác, vô tri. Điều nguy hiểm này, thanh văn, thanh tịnh thường mắc phải. Họ không nghĩ đến cuộc đời, không suy nghĩ gì nữa, nên không còn phiền não, và kết quả là đầu óc cũng trở thành sơ cứng, không còn hiểu biết gì cả. Đoạn trừ phiền não và đoạn luôn cả trí tuệ, họ vào hữu dư y niết bàn. Cuối cùng đoạn thân mạng thì vào vô dư niết bàn. Bước vào con đường tu theo cách này là cả một sai lầm lớn. Bồ Tát hành đạo hoàn toàn trái ngược. Họ dùng trí tuệ để hàng phục phiền não hay hàng phục tứ ma. Không biết mà đoạn ma chướng, sẽ bị ma vật chết. Nhưng biết thì hàng phục ma là buộc nó phải theo mình, không phải giết ma, vì ma không giết được. Nói cách khác, tánh xấu trong chính mình, ta khắc phục được nó vì ta biết nó, và ta biết nó vì ta đã trải qua kinh nghiệm sống từ quá khứ. Lúc bắt đầu phát tâm cho đến nay, chúng ta đã dành dụm được biết bao kinh nghiệm máu xương, biết rõ và hàng phục được nghiệp của chúng ta. Cần nhớ rằng, đừng diệt ma, vì ma nhiều hơn, tức ác nghiệp nhiều hơn. Làm sao đoạn diệt nổi? Trong 51 tâm sở, thiện tâm chỉ có 11, còn ác tâm đến gần 40. Vì vậy, ta lấy ít mà đánh với nhiều thì thua chắc. Phật cao 1, ma cao 10. Từ đó theo tinh thần Đại Thừa, đổi lại cách tu, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn. Phiền não và Bồ Đề hay sinh tử và Niết Bàn là một. Đối với người ác xấu, chúng ta chống họ, giết họ, nhưng chúng ta yếu hơn thì họ giết ta chết trước. Cuộc đời hành đạo của Đức Phật chứng minh rõ ý này. Ngài đã dần dần chuyển hóa người chỉ trích, chống phá Ngài trở thành người hộ pháp đắc lực.
Chẳng hạn, Phật không chống lại ác vương A Xà Thế hay vua Ba Tư Nặc. Nhưng hai ông vua này không có cách gì khác hơn là phải quy phục Phật, hỗ trợ cho Ngài tuyên dương chánh pháp một cách vô điều kiện. Học Phật phải hiểu yếu chỉ này để tu. Lấy thế ta mà chống ác ma, chắc chắn ta thua. Muốn chuyển đổi, hàng phục người ác, quan trọng nhất, chúng ta phải thấy được xấu ác của họ. Không biết mà nói là tự chuốc họa. Họ xấu điểm gì và ác chỗ nào? Thấy được điều đó, chúng ta gác nó sang một bên. Đừng bao giờ khơi lên ác xấu của họ. Lấy điều thiện của ta mà đụng vô cái ác của người là tự gieo tai họa chết chóc, tù đầy, không tránh khỏi. Ta nghĩ họ ác, còn không được, huống chi là nói ra. Phật dạy Bồ Tát giáo hóa chúng sanh nhờ bốn phục tạng này đã có sẵn rồi, và quan trọng là Bồ Tát đã tự hàng phục được chính mình. Chẳng hạn, có 21,000 cái tham. Trải qua quá trình hành Bồ Tát Đạo, chúng ta đã kiểm chứng những cái tham này trong lòng chúng ta. Nó dẫn chúng ta đi thọ sanh, lăn lộn trong sinh tử không biết bao nhiêu lần. Và đối với từng cái tham một, chúng ta đã hàng phục được rồi, mới có kinh nghiệm hàng phục nó như thế nào. Vì vậy, nay nhìn thấy đối tượng tham, chúng ta nhớ lại cái tham đời trước đã dạy xéo chúng ta khổ sở ra sao. Cũng như nhớ lại bằng cách nào chúng ta đã chế ngự, chuyển đổi được cái tham để trở thành hiền thánh. Chúng ta cũng thấy rõ phương cách dẫn chứng của Phật không làm mất lòng ai. Phật thấy chúng ta tham, biết chúng ta phạm tội, nhưng Ngài không nói thẳng. Vì Ngài làm chạm tự ái chúng ta, Phật dùng phương tiện kể chuyện quá khứ của Ngài đã từng tham ra sao và phải đọa địa ngục, đau khổ như thế nào. Từ kinh nghiệm đó, Ngài phát tâm Bồ Đề, quyết tâm đoạn diệt lòng tham. Đến nửa xu cũng không dám lấy của người. Kinh nghiệm đó là phục tạng, tức những điều tham sân si, đẳng phần phiền não phục tạng, Phật đều có và đã trải qua. Đặc biệt là Ngài nhớ rõ tất cả khổ vui, vinh nhục trong quá khứ, cũng như mối quan hệ của Ngài với mọi người, mọi loài như thế nào từ kiếp xa xưa dẫn đến ngày nay. Phật nhớ đủ, không sót. Theo dấu chân Phật, việc tu hành của Bồ Tát là nhớ rõ, không phải quên như thanh văn. Vị đạo sư nhớ tất cả, giáo hóa người, nhìn hiện tại mà biết quá khứ, biết tốt xấu của người, biết mối quan hệ với họ từ quá khứ. Nương theo đây để tiếp tục giáo hóa, tạo quan hệ gắn bó tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy Điện Đắc Bồ Tát tu hành phải nhớ rõ bốn phục tạng. Tham, sân, si, đẳng phần phiền não là những điều khổ vui trong quá khứ của chính mình trên đường hành Bồ Tát Đạo. Điển hình như Đức Phật độ được Đề Bà Đạt Đa vì Ngài biết rất rõ mối tương quan của Ngài với Đề Bà từ nhiều kiếp quá khứ dẫn đến hiện tại. Hành đạo, biết rõ căn tánh, hành nghiệp, năng lực của người. Từ đó chúng ta xem người có khả năng làm được gì để dìu dắt, giúp họ thăng hoa, không phải theo hình thức tu chung chung của thanh văn. Ai cũng kêu gọi họ xuất gia, rồi cho ăn uống thiếu thốn, thân thể suy nhược, bệnh hoạn và cũng chẳng được học hành, trở thành người lờ khờ. Làm như vậy quả là phỉ báng Phật Pháp. Đức Phật dạy muốn độ người, phải thấy biết quá khứ của họ, biết được ta có thể độ họ đến mức nào, họ có thể sống cuộc đời xuất gia được hay chưa, và họ làm được gì cho đạo. Chúng ta chỉ khuyên dạy được họ đến mức độ đúng theo hoàn cảnh và hành nghiệp của họ mà thôi. Bốn phục tạng, tham, sân, si, đẳng phần phiền não, chúng ta đều có, và nó đã từng tác hại đời sống mình như thế nào. Nay thấy chúng sanh có hoàn cảnh giống như vậy, chúng ta lấy kinh nghiệm mình mà nhắc nhở họ tu. Đức Phật sợ chúng ta tự ái, nên thường dẫn chứng những sai lầm của Ngài, để chúng ta thấy Ngài hư hỏng vậy mà ráng tu rồi cũng thành Phật. Ta không hư đến như vậy,
Nếu chịu tu thì chắc lại dễ sửa chữa tội lỗi hơn Phật và mau thành Phật hơn Ngài. Quý Tăng Ni học ý nghĩa phục tạng, thử nhớ lại đời trước ta là ai, đã từng làm gì. Riêng bản thân tôi, sang Nhật tu học, tôi hình dung ra hình như thuở quá khứ tôi đã từng tu ở chùa này, nên hiện tại tôi thấy văn hóa Phật giáo Nhật rất gần gũi, thân thương và hội nhập dễ dàng. Thiết nghĩ chúng ta theo Phật, tin tưởng rằng dương nghiệp đời trước còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời này. Nếu không có liên hệ quá khứ ấy, chúng ta sẽ dửng dưng như mọi người xa lạ mới tiếp xúc lần đầu. Đối với người tu thiền quán, dễ bắt gặp ý này. Với người hay chống đối một cách vô cớ, chúng ta dễ thanh thản vì cảm nhận được việc xấu ác hiện tại xuất phát từ đời trước. Ta và họ cũng từng đối chọi nhau rồi. Tốt nghiệp ấy dẫn đến đời này, họ lại diễn tiếp màn kịch ấy với ta. Chỉ vì ta quên mất nên mới thấy họ vô cớ chống ta. Học Phật, tự ý thức chẳng có gì là vô cớ trên đời này cả. Mọi việc theo Phật dạy đều do định luật nhân quả chi phối. Nhân quả hiện đời cho đến nhiều đời, với một người cho đến tương quan chằng chịt giữa muôn người, muôn loài, thường gọi là cộng nghiệp. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta tu hành phải biết túc mạng. Học đạo Bồ Đề mà không biết túc mạng, chỉ thấy nhân quả ngay trước mắt mà không thấy đời trước, nghĩa là không thấy nghiệp và tánh của người. Ta chỉ giải quyết chung chung, chắc chắn phải thua cuộc thảm hại. Chính vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát mới phát nguyện sanh trong loài nào cũng nhớ túc mạng của mình và người, mới có thể dễ dàng giải quyết oan trái và phát huy thiện duyên với người. Phật dạy bốn phục tạng này, ta nhớ trọn vẹn sâu sắc và cũng nhớ rõ ta đã hàng phục thành công nghiệp này như thế nào, thì mới dùng thành quả đó giáo hóa được người. Đức Phật giáo hóa một cách tốt đẹp từ vua chúa đến sa môn, thường dân hay những kẻ tội lỗi, ác nhân. Vì Ngài biết rõ họ nên chẩn đứng được ác nghiệp của họ, đồng thời đáp ứng được mọi sở cầu cho họ. Theo tôi, đừng dại khờ nghĩ đến tận diệt phiền não. Hành Bồ Tát Đạo, chính yếu là chuyển nghiệp ác thành thiện nghiệp, thì người sẽ tốt với ta, vì cũng tự động giải quyết tốt. Ta chống nó sẵn sàng chống ta. Và khi chưa đủ phước đức, trí tuệ, chắc chắn ta phải thua thế lực kẻ ác. Ngay cả Đức Phật, phước trí vẹn toàn mà Ngài còn không chống đối ai. Phật từng nói câu bất hủ rằng, trong trận chiến, người thắng và kẻ bại, cả hai đều thua cuộc. Cách giáo hóa của Phật cho thấy rõ, người có nhân duyên ác hay thiện đến với Phật, Ngài đều biết rõ và tùy theo đó mà hành xử, thể hiện tâm từ và trí tuệ tuyệt vời. Với cách giáo hóa ấy, không ai mà Ngài không độ được. Giảng xong, Đức Phật kể chuyện quá khứ của Ngài. Vô lượng kiếp trước, trong đời ngũ trược, có Phật hiệu Bửu Tự Công Đức Thanh Như Lai. Bây giờ có vua tên Quảng Thọ rất kính tin Phật Pháp, thường cúng dường Đức Phật ấy và chúng tăng an cư kiết hạ. Cũng có vị tỳ kheo tên Vô Cấu nhạo thuyết biện tài. Mọi người, kể cả vua Quảng Thọ, đều rất thích nghe Ngài thuyết Pháp và cung kính cúng dường Ngài. Cũng có những vị tỳ kheo niên thiếu tân học thường theo Pháp Sư Vô Cấu ra vào vương cung, được hưởng mọi thứ cúng dường, nhưng đa số họ không tu tập. Qua thời kỳ an cư, Đức Phật Bửu Tự Công Đức Thanh Như Lai nhập diệt. Vua Quảng Thọ dùng gỗ chiên đàn trà tỳ và xây vô số bảo tháp thờ Ngài. Tỳ kheo Vô Cấu được Đức Phật ấy thọ ký Đa Văn Đệ Nhất. Sau khi Ngài nhập diệt, vị tỳ kheo này hoằng dương chánh pháp, đi khắp nơi giáo hóa được vô số chúng sanh an trụ vô thượng Bồ Đề. Vua rất kính trọng Pháp Sư Vô Cấu trẻ tuổi, nên thường cho vị này tự do ra vào cung để thuyết pháp giáo hóa người trong hoàng cung. Vì vậy, có một nhóm ác tỳ kheo khởi tâm ganh tị, tâm họ còn chất chứa nhiều tánh xấu ác, tham lam, mới nghĩ cách đặt điều nói xấu Pháp Sư Vô Cấu. Ác tỳ kheo tâu với vua rằng,
vị pháp sư trẻ tuổi không tu hành chân chánh, chỉ lợi dụng hảo tướng và tài ăn nói để dụ dỗ các bà phi. Thực tế chúng ta thường thấy các Bồ Tát Tăng hay gặp tai nạn này. Vì họ hành đạo được nhiều thuận lợi, tốt, dễ tạo thành thế ganh tức, thường bị người bịa đặt, nói xấu nhằm hạ uy tín. Vua nghe ác tỳ kheo nói xấu cũng không tin. Ông thâm tín Phật Pháp, tin tưởng hoàn toàn ở Pháp Sư Vô Cấu thanh tịnh, giải thoát, chẳng thể có ý niệm tà dại, huống gì là có hành động tội lỗi. Ác ma cũng không chịu thua, chúng liền hiện trong hư không, nói với vua rằng ác tỳ kheo thì chân chánh, bị tỳ kheo vô cấu trẻ đẹp lừa dối. Nếu vua không tin, thử về hoàng cung xem. Vua liền nghĩ đó là chư thiên mách bảo, nên vội vàng trở về cung, thì thấy tỳ kheo trẻ đang thuyết pháp và cung nữ vui mừng vây quanh. Vua thấy vậy khởi lên phỏng tưởng rằng pháp sư vô cấu đang mê hoặc các mỹ nữ, làm họ quên mất ông vua già này. Tức thì phiền não trong ông liền vụt nổi dậy đối với vị tỳ kheo mà ông đã từng rất thâm tín kính trọng. Vua nổi giận, truyền lệnh đưa tỳ kheo vô cấu ra trị tội vì đã làm ô uế cung vua. Các quan và quyến thuộc cũng bị ma lực nhiếp trị, nên cũng nổi giận với tỳ kheo vô tội ấy và muốn giết hại vị này. Khi Chiên Đà La cầm dao đến, thì vị tỳ kheo Bồ Tát này chỉ xin được phát nguyện. Ngài chắp tay phát thệ rằng, nếu tôi không phạm tội ấy, chỉ xiển dương Phật Pháp, thì cho cõi đất chấn động sáu cách và hư không mưa hoa đẹp. Vừa phát thệ xong, điềm lành này xảy ra tức khắc, chúng ma lo buồn bỏ đi. Thử nghĩ trên bước đường tu, giả sử chúng ta gặp nạn mà không có hiện tượng kỳ diệu như vậy cứu thoát, thì chỉ còn nước chết. Nhưng đối với Bồ Tát công đức lớn, khi các ngài phát nguyện, chắc chắn hộ pháp phải chuyển đổi mọi việc đúng theo ý nguyện đó. Quả tình đúng như lời tỳ kheo vô cấu vừa phát nguyện, điềm lành này hiện ra ngay. Vua Quảng Thọ chứng kiến cảnh mầu nhiệm ấy, sanh lòng hối hận vô cùng. Ông mới nguyện hầu hạ suốt đời pháp sư vô cấu để sám hối tội lỗi nghi lầm, nghĩ bậy, nghe bậy của mình. Đối với vị tỳ kheo vô cấu đã đắc được từ nhẫn mà vua còn sanh lòng độc hại, nên mặc dù đã ăn năn sám hối, vua vẫn bị đọa địa ngục đại kiếu trong nhiều ức năm vì ác nghiệp ấy. Mãn tội, được thân người, vua gặp Đức Phổ Nhãn Như Lai, thân cận cúng dường. Phổ Nhãn Như Lai chính là Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Các ác tỳ kheo muốn hại pháp sư vô tội ấy, trong đó có Di Lặc Bồ Tát cầm đầu, cũng bị đọa địa ngục. Đức Phật nói về kinh nghiệm tu hành của Ngài nhằm nhắc nhở các quốc vương hay những tỳ kheo thường ưa chống đối, hại người. Đừng để tham, sân, si, phiền não nổi dậy thì phải khổ sở nhiều kiếp trong địa ngục. Khi thoát được khổ nạn này, nên nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ xấu về người tu. Di Lặc cũng nhớ lỗi lầm xưa, quyết lòng đổi tâm xấu ác ấy thành tâm tùy hỷ và hành động thánh thiện, nên Di Lặc được thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai, trong tương lai, trong tương lai. Thọ ký ảo sư Bạc Đà La. Trong pháp hội này, Đức Phật thọ ký cho ảo sư Bạc Đà La là một người ngoại đạo, nói lên ý nghĩa chính yếu rằng đạo Phật dung hóa tất cả mọi người, mọi loài, không phải chỉ dành riêng cho một người nào, một loài nào. Trên bước đường tu, nếu không hiểu ý này, chúng ta dễ chấp vào pháp môn mình tu, chấp vào chùa của mình, hệ phái của mình. Những kiến chấp như vậy sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng tự cô lập, và xa hơn, chấp vào đạo của mình thì ta lại tự đưa mình ra ngoài xã hội. Nhưng đạo Phật không phải là mô hình cố chấp. Đức Phật dung nhiếp tất cả các loài. Kinh thường nói Phật là bậc thầy của trời người, là vị cha lành của bốn loài. Như vậy là đệ tử Phật, chúng ta coi bốn loài đều là huynh đệ. Từ ý này, theo tinh thần Đại Thừa, với tầm nhìn phóng khoáng,
Người giác ngộ trước, kẻ giác ngộ sau, mọi người, mọi loài đều lần lượt tiến về vô thượng đẳng giác. Chúng ta sớm giác ngộ trở thành sa môn, các Phật tử tại gia còn bị nhiều phiền não trần lao, nghiệp chướng, ràng buộc, và xa hơn nữa, có nhiều người bị tà kiến ngăn che. Vì họ phải chịu ảnh hưởng phong tục, tập quán của quốc gia nơi họ sanh ra và lớn lên, không thể nào khác được. Tuy nhiên, nếu có duyên lành gặp được Phật Pháp, họ cũng sẽ tin theo. Hàng thánh đệ tử Phật cũng xuất thân từ Bà La Môn giáo. Họ gặp Phật có sức thuyết phục nên đã cải tà quy chánh. Chúng ta theo Phật cũng học cách xây dựng người giống như Ngài, làm sao giúp cho người từ bỏ đường tà trở thành chân chánh. Đức Phật giáo hóa nhiều thành phần trong xã hội. Trong pháp hội này, Ngài giáo hóa ảo sư Bạc Đà La là người nổi tiếng về ảo thuật ở thành Dương Xá. Những trò ảo thuật lạ lùng dễ thu hút người thường được ngoại đạo sử dụng để mê hoặc người khác. Ảo thuật nâng lên độ cao có thể gọi là thần thông biến hóa, tác động cho người phải sợ và tin theo. Thực tế cho thấy một số tôn giáo ngày nay vẫn còn áp dụng thủ đoạn này. Thật vậy, trên bước đường hành đạo, chúng ta dạy người sống chân thật theo giáo lý thì ít ai nghe theo, vì đối với họ làm như vậy thật là cực khổ. Phần lớn người ta tham lam, nghe đồn ở đâu linh thiêng là họ theo liền. Thời Phật tại thế, ngoại đạo rất nhiều và có thế lực mạnh, nhưng Đức Phật đã cảm hóa được họ trở về với chánh pháp của Ngài. Ngày nay chúng ta theo dấu chân Phật, tất yếu cũng phải hướng dẫn người đi theo chánh đạo. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải có ưu thế hơn người. Tuy nhiên, thực tế lúc bắt đầu hành đạo, chúng ta luôn luôn phải đối phó với nhiều người tranh chấp. Điều này khó tránh khỏi. Thiết nghĩ Đức Phật trên bước đường du hóa, Ngài cũng từng trải qua không ít những cuộc đối đầu với thế lực ác. Chúng ta thấy rõ điều này qua lời dạy của Ngài về cách xử thế đối trước việc xung đột. Chỉ có đời tranh chấp với Như Lai, Như Lai không bao giờ tranh chấp với đời. Ngài không tranh chấp nhưng hàng phục được họ. Chúng ta học Phật cũng không thể nào làm khác hơn. Chúng ta thử nghĩ xem ưu thế của Phật và của ngoại đạo khác nhau như thế nào. Chắc chắn đối với Phật đạo, sống chân thật là chủ yếu, còn ngoại đạo lấy việc mê hoặc người làm chính. Ta sống chân thật, có thể lúc đầu người chưa hiểu, nên chưa tin và chưa chấp nhận ta. Tuy nhiên, càng lâu dài về sau, họ sẽ hiểu rõ và đồng tình với ta. Vì vậy, trong nhất thời, chúng ta thua thế lực ác. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta sẽ hơn họ. Thực tế cho thấy, những người dùng thủ đoạn để lừa dối thì họ cũng chỉ đạt kết quả tạm thời, vì đâu thể nào gạt được người nhiều lần. Bản thân tôi được như ngày nay là nhờ có quá trình 50 năm hành đạo. Càng về lâu, người càng hiểu tôi hơn. Trái lại, này nói vậy, nhưng ngày mai cuộc sống họ đã khác rồi thì làm sao tin được. Chính vì vậy, đạo Phật tồn tại lâu dài hơn 25 thế kỷ và còn đang phát triển mạnh. Trong khi các tà giáo lúc mới thì mạnh, nhưng càng lâu càng suy sụp, không cứu được. Họ công kích, nhưng ta tu, lợi dụng sự công kích đó để phát huy tính chân thật của ta. Theo tôi, khi họ nói xấu, chúng ta lắng nghe xem họ nói đúng không. Nếu phê phán đúng, ta phải sợ, lo sám hối, sửa đổi thành tốt. Nhưng nếu họ vu khống, chúng ta không có lỗi thì chẳng có gì mà sợ. Nói sai thì họ phải nói lại cho đúng, hoặc nói sai là tự làm cho họ mất uy tín với người. Sở trường của chúng ta sống chân thật là như vậy. Lấy sở đoản mà đọ sức với người, chắc chắn ta thua. Làm sao chúng ta gian bằng họ được? Nguyễn Trãi chịu ảnh hưởng đạo Phật đã nói rằng: trí nhân thắng cường bạo. Thắng người là hơn họ hiểu biết,
hơn họ lòng từ bi và đức khoan dung. Ngoại đạo tà sư hại Phật, nhưng Ngài vẫn thanh thản và mở rộng lòng từ bi, tha thứ và dung nhiếp tất cả. Đó là phương cách cảm hóa ngoại đạo, không tranh chấp với họ, không nói giáo lý của ta hay, nhưng ta thể hiện giáo lý thành việc làm thánh thiện, và cứ như vậy mà thăng hoa cuộc sống. Thành Dương Xá ở phía đông Ấn Độ, nơi hội tụ nhiều văn hóa khác và có khuynh hướng theo tư tưởng mới. Tuy nhiên, quan niệm cũ vẫn còn. Từ đó có nhiều nhà ảo thuật, nhà hùng biện hay người luyện bùa chú. Đối với Đức Phật, Ngài thấy đó là mảnh đất tốt, có nhiều đối tượng để Ngài hành đạo. Kinh Duy Ma diễn tả rằng tìm Phật đạo trong vị kiến ngoại đạo. Trong khi vị kiến ngoại đạo thì tìm trong sợ hãi, hoài nghi của con người. Nhưng tà thuyết ấy vẫn không dẫn họ đến đâu. Nhờ vậy chánh đạo mới có cơ hội phát triển. Đức Phật nhắm đến Dương Xá Thành, tiêu biểu cho môi trường tốt để hoằn hóa độ sanh. Đối với người có trí tuệ thì đây là phương tiện để phát huy. Còn cái giỏi đóng khuôn không thể quay là giỏi. Có đối tượng cho chúng ta quan sát, càng khó, ta càng khôn, càng khổ, ta càng đạo đức. Phật thể hiện ý này ở thành Dương Xá. Ngài độ 3 anh em Ca Diếp và nhận 1000 đệ tử, khiến cho vua Tần Bà Sa La phải phát tâm và độ 1 Kiền Liên. Đức Phật đã sử dụng ngay những tranh chấp của vị kiến ngoại đạo mà khai ngộ cho họ. Nói cách khác, Ngài lấy suy nghĩ của chính họ để dạy họ, không phải áp đặt cho họ suy nghĩ của Ngài. Tất cả thao thức, nguyện vọng của họ, Phật đều đáp ứng, còn đem cái xa lạ nào đưa cho họ, làm sao họ chấp nhận được. Điều này thể hiện tinh thần bất nhị pháp môn của đạo Phật tuyệt vời là vậy. Chân lý chỉ có một, ví như hai mặt của bàn tay, là mê và ngộ. Người suy nghĩ sai lầm là mê, Phật điều chỉnh lại cho đúng là ngộ, thì vẫn là suy nghĩ của họ, không phải của ai khác, không lấy cái đầu khác đặt lên cho họ. Với cách giáo hóa này, người theo Phật đạo trở thành thông minh, nhưng theo ngoại đạo thì đầu của họ thành khờ khạo. Ảo sư Bạc Đà La nổi tiếng nhất ở Dương Xá, và Phật nhắm vô ông này để độ. Đó là nhân duyên khiến ta phải suy nghĩ. Phật cũng nói Ngài chỉ độ được người có duyên, nghĩa là họ và Phật đều có liên hệ, và liên hệ cao nhất thuộc về suy nghĩ. Trong tư duy giữa Phật và họ có điểm tương đồng. Trên bước đường hành đạo, muốn độ người, tôi thường quan sát xem giữa tôi và người đó có mối quan hệ nào hay không. Tôi và họ có điểm gì đồng nhau thì tôi mới khai thác được. Hoặc họ có cùng ước mơ thì tôi nói họ mới nghe. Nhưng suy nghĩ và hành động không giống tôi, không tài nào độ được. Thử nghĩ chúng ta làm sa môn giải thoát, làm sao độ thương gia giàu có. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến tính toán, tiền bạc, quyền lợi, trong khi lòng ta không hề có những thứ này. Rõ ràng ta và họ không có chút xíu gì tương đồng. Theo tôi, họ có thể gặp thầy tướng, thầy bói và dễ nghe theo. Chúng ta khuyên họ tu Bát Quan Trai, tụng kinh, chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm riêng tôi, cố tìm điểm đồng nhau của người nào đến với tôi, nếu không có, tôi không độ. Độ được thương gia là khi họ đã mỏi gối, chồm chân, chán nản với công việc tính toán hơn thiệt rồi. Lúc ấy khuyên tu, họ dễ nghe theo ta. Lúc họ còn hăng say, nhiệt tình với việc làm giàu, ta phải chỉ cách cho họ làm giàu thêm, giống như Duy Ma dạy họ làm sao nắm quyền hành, được nhiều của cải, họ mới kính phục. Học Đại Thừa phải thấy khả năng của Đức Phật thật đa dạng, không phải có một. Ngài làm thầy của Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, vân vân. Trong con người của Phật có đủ tất cả đặc thù của mọi thành phần xã hội, không phải chỉ đóng vai trò Sa Môn thôi. Đức Phật thành công trong việc tế độ ảo sư Bạc Đà La thì Ngài phải là vị đại ảo sư, vì có hơn họ mới độ được. Ảo sư Bạc Đà La có tham vọng lớn.
thấy Phật được nhiều người kính trọng, ông tìm cách hạ uy tín Phật để người phải phục ông. Dưới mắt Phật, đây là người có duyên để Phật tiếp độ. Dù cho người ác khởi ý nghĩ ác cũng là duyên. Đó là cơ hội để Phật thi thố tài năng, có chạm trán thực sự mới biết ai giỏi, làm cho người hiểu rõ Ngài hơn. Đức Phật nhận lời thỉnh trai tăng cúng dường của ảo sư Bạc Đà La. Một kiền liên dùng thần thông quán sát, thấy ảo sư không phải thật tâm cúng dường Phật, chỉ muốn hại Ngài, nên bạch Phật đừng nhận lời. Tuy nhiên, Đức Phật lại thấy khác với một kiền liên. Một kiền liên thấy ngán sợ ngoại đạo và đối lập với họ, để cuối cùng bị họ hại chết. Đó cũng là bài học cho chúng ta làm sao dung hóa được ngoại đạo. Đối với Phật, đến với ảo sư là cơ hội ngàn vàng, còn một kiền liên thì lại thấy không nên. Ý này nói lên sự khác biệt giữa tinh thần tiểu thừa và đại thừa. Đức Phật nhận lời dự trai tăng khiến cho ảo sư nghĩ thầm rằng, lâu nay nghe đồn Phật là bậc chánh biến tri, nhưng nay coi như chắc chắn thua vì đã rơi vô kế của ông. Ông sẽ dùng ảo thuật để tạo thành một trai đường trên đống rác dơ bẩn. Mọi người dù theo tà giáo hay Phật đạo, nghe nói ông trai tăng cúng Phật, họ đều rung động. Người thương Phật thì lo sợ Phật hiền từ, rơi vô bẫy của ảo sư xảo trá, làm sao sống được. Người ghét Phật cũng đến xem Phật và ảo sư này, pháp thuật của ai cao hơn. Theo Phật, khi quần chúng tập trung đến là điều kiện tốt để Ngài giáo hóa. Ngài thể hiện đạo đức thực sự của bậc chân tu đắc đạo thì cảnh giới trang nghiêm theo. Điều ấy hoàn toàn khác với mưu trước của ảo sư Bạc Đà La, dùng ảo thuật tạo cảnh trang nghiêm, nhưng đó là cảnh giả. Thật vậy, chư thiên cảm đức hạnh của Phật nên đồng một lúc bốn vị thiên dương xuất hiện, nói với ảo sư rằng họ nghe ông thỉnh Phật trai tăng cúng dường, họ cũng đến xin tùy hỷ công đức và dựng lên đạo tràng của họ. Thích Đề Hoàng Nhân cũng đến tùy hỷ, cũng lập đạo tràng bên cạnh. Điều này khiến cho ảo sư phải khiếp sợ. Về điểm trời đế thích và tứ thiên dương có đến thật hay không, ta không đề cập. Nhưng nếu hiểu theo suy nghĩ thông thường, thì trời tứ thiên dương và đế thích cảm đức độ của Phật mà tới. Còn nghĩ theo lý tánh, triết học, Đức Phật thánh thiện, thì chắc chắn có người tốt đến tạo điều kiện tốt cho Phật. Và nếu nhìn ở khía cạnh thần thông, Đức Phật vẫn hơn hẳn ảo sư. Ảo sư Bạc Đà La xây dựng đạo tràng cúng Phật ở chỗ ô uế, nhưng nhờ trời tứ thiên dương và Đao Lợi đem của quý giá của cõi trời đến, nói lên ý cao tột của đạo Phật rằng tịnh uế là một, đều do tâm tạo ra. Tâm ác độc thì biến tất cả thành xấu xa, dơ bẩn. Tâm chư thiên tốt lành hiện thành cảnh trang nghiêm đẹp đẽ theo. Nói cách khác, con người có hai mặt, biết phát huy mặt tốt, diệt tự tốt, nhưng không biết hướng thiện, chỉ phát triển mặt ác, hoàn cảnh sẽ trở nên xấu. Chư thiên xuất hiện cúng dường Phật gợi chúng ta suy nghĩ công đức phước báo của Đức Phật vô cùng to lớn. Xảo thuật của thế gian chẳng thể sánh bằng. Theo dấu chân Phật, chúng ta tin rằng nếu hành thiện, có đạo đức thực sự, không ai có thể ám hại được ta. Tư cách thánh thiện của Phật quá lớn, hàng phục được tất cả, và Ngài là biểu tượng cho nhiều người kính mến. Tất nhiên, những kẻ xấu ác thấy vậy cũng sanh tâm ganh tị. Ý này nhắc nhở quý thầy, gặp người ganh tị dèm pha, đừng sợ, cố giữ cho tâm mình hoan hỷ. Hòa thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng, khi hành đạo mà không ai nói đến, tự biết chúng ta còn non kém. Người ta đặt vấn đề với mình là biết họ sợ mình, mới tìm cách hạn chế. Mình có tiếng hoặc được kính trọng mới khiến họ bực tức nói xấu. Chúng ta thấy rõ ý này giữa việc làm của Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật. Chính ác tâm của ảo sư làm cho uy tín của Phật tăng thêm và khiến người tập hợp đến. Phật dẫn đến chứng trai, và chỗ này vẫn trang nghiêm thanh tịnh, có chư thiên nhiều phước báo hiện diện.
Trước kia nơi này là bùn nhơ tội lỗi do người tham sân si dựng lên, nhưng nay chư thiên trong sáng tạo dựng thì đạo tràng trở thành tốt đẹp. Có thể hiểu tất cả đều do con người quyết định, nơi xấu mà người tốt đến ở sẽ trở thành tốt và phát triển. Ngược lại, người xấu sử dụng, nơi tốt cũng trở thành hư xấu. Đức Phật đến chứng trai khiến cho ảo sư có cái nhìn thay đổi, thấy nhiều người ủng hộ Phật, có cả chư thiên tham dự. Trong kinh diễn tả rằng Phật quá làm ông trưởng giả đến nói chuyện với ảo sư. Ảo sư thật sự không giàu nên thích nhờ giả người giàu. Thấy ông trưởng giả quá thân của Phật, ảo sư mừng lắm. Trưởng giả mới hỏi ảo sư làm gì ở đây. Ảo sư cho biết ông cúng dường Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả liền bảo ông chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật và đại chúng đang được dâng cúng ở cung vua A Xà Thế. Do thần lực của Phật khiến cho ảo sư cũng thấy như vậy. Đức Phật lại hóa hiện làm trưởng giả thứ hai vào hội, cũng hỏi ảo sư như vậy và dùng thần lực cho ảo sư thấy Đức Phật và chư Thánh Tăng đang đi khất thực ở khu Phạm Chí. Sau đó, Đức Phật cũng hóa hiện làm trưởng giả thứ ba vào hội, bảo với ảo sư rằng Đức Phật đang ở tại vườn nhà của Y Dương Kỳ Bà và đang thuyết pháp cho tứ chúng. Và Phật dùng thần lực khiến cho ảo sư cũng thấy vậy. Đức Phật lại hóa hiện Thiên Đế Thích đến bảo với ảo sư rằng Đức Như Lai đang thuyết pháp cho chư thiên tại cung trời Đao Lợi, và thần lực của Phật cũng khiến cho ảo sư thấy như vậy. Ý này được Đại Thừa triển khai thành Thiên Bá Ức Hóa Thân Phật. Chứng trai xong, Đức Phật trở về thành Dương Xá thuyết pháp. Ảo sư nhận ra năng lực nhỏ bé giới hạn của ông, trong khi uy tín và việc làm của Phật thì vô cùng, không thể nghĩ bàn. Vì thế, ông tỏ lòng sám hối, phát tâm Bồ Đề, xin theo Phật tu hành, liền chứng vô sanh nhẫn. Cách giáo hóa của Phật thật đơn giản, đi thẳng vào tâm, khiến ông nhận được đúng sai, nói ít mà tác dụng lớn lao. Ông mới hỏi Phật về pháp tu của Bồ Tát. Theo tôi, pháp của Bồ Tát rất nhiều, nhưng tựu trung phân ra cho ta thấy pháp tu Bồ Tát không phải phàm phu, cũng không phải nhị thừa. Thông thường chúng ta dễ hiểu điều gì tách bạch rõ ràng. Một là nhiễm, tức thế gian. Hai là tịnh, tức xuất thế gian. Nhưng theo Đại Thừa, nhị đế dung thông hay đệ nhất nghĩa đế là pháp tu của Bồ Tát. Nhị thừa và Bồ Tát đều tu thiền định, nhưng hàng nhị thừa nhập định thì lìa thế gian, hoàn toàn dứt bạc mọi sinh hoạt. Càng sâu vào thiền định càng cách xa cuộc đời. Hàng Bồ Tát thì trái lại, càng vào định càng gần gũi quần chúng. Quần chúng thương Bồ Tát nhiều vì Bồ Tát và họ là một. Cách đắc định của Bồ Tát khó hiểu là vậy. Thiền định của nhị thừa phát huy lên cao thì tâm đại bi biến mất. Nhưng thiền định đại thừa định càng sâu, tâm đại bi càng lớn, mức độ cảm hóa chúng sanh càng rộng. Trên tinh thần như vậy, đi vào tâm thể của sự vật, Bồ Tát giáo hóa trên tâm. Ngoài ra, nhị thừa vào định thì không biết việc bên ngoài. Bồ Tát khác hẳn, càng thâm nhập định, sự vật càng sáng ra trước mắt. Giáo nghĩa Phật và sinh hoạt các loài đối với Bồ Tát càng thấu rõ. Từ đó, Bồ Tát không từ bỏ chúng sanh, vẫn giáo hóa chúng sanh, vẫn sinh hoạt với cuộc đời. Nhưng trong lúc đó, Bồ Tát vẫn thanh tịnh. Và Bồ Tát có bốn pháp dẫn đến thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Một là Bồ Tát khác với chúng sanh, và nhị thừa ở điểm càng khó, ý chí Bồ Tát càng cao, không phải sợ khó, bỏ cuộc. Đó là tâm không thoái chuyển, lập chí đi lên của Bồ Tát. Hai là càng khó, tâm Bồ Tát càng thương chúng sanh. Vì thế cái khó mà Bồ Tát gặp hôm nay đối với chúng sanh càng khó nhiều hơn, nên Bồ Tát thương chúng sanh hơn, không bao giờ bỏ họ. Ba là Bồ Tát luôn nuôi lớn thiện căn. Căn lành là điều tốt mà chúng ta phải cố gắng phát triển, nuôi dưỡng nó mới tiến tu được. Nếu là nhị thừa, tu được một phần công đức
được quần chúng thương thì càng dễ hư hỏng. Ngược lại, Bồ Tát càng gặp điều kiện thuận lợi, càng quyết chí tu. Bốn là, Bồ Tát luôn hộ trì chánh pháp, giữ chánh pháp tồn tại, lợi ích cho muôn loài. Từ ảo sư biến thuật bình thường, phát tâm tu, tiến lên đại thần biến, được Đức Phật thọ ký thành Phật tên là Thần Biến Dương Như Lai ở nước Đại Trang Nghiêm. Điều này một lần nữa gợi lên cho chúng ta ý nghĩa sự vật không cố định. Nếu trình độ năng lực của chúng ta cao, biến xấu thành tốt, và ngược lại, năng lực kém, làm cho điều tốt trở thành hư hỏng. Mọi vật trên cuộc đời này như ảo hóa, không thật, và giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát là mượn cảnh huyễn độ người trong mộng. Biết thì xây dựng mộng huyễn thành tốt, không biết thì bị mộng huyễn bao vây làm khổ chúng ta, của chúng ta, của chúng ta. Phật dạy, sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức, ngược lại nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác.
Chính những cách nói này mà tội ác, mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh. Vì thế, cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý, mà nhằm mục đích đùa vui, thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân, lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thập. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào, cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật, nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng, thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết.
cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống.
nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cứu tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác
và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật, đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian, còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức. Gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý.
Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ, khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo. Là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn, chứ không phải ai khác, sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng. Bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Vô tận phục tạng. Mở đầu pháp hội, Điện Đắc Bồ Tát đại diện chúng hội xin Phật giải thích những điều mà họ thấy lạ lùng. Trước khi Đức Phật ra đời, vua chúa hay nói chung xã hội Ấn Độ thời bấy giờ xem thường người đi tu là hạng ăn bám, và ai cúng dường cho những sa môn này là người mê tín. Hàng Bà La Môn chỉ trích rằng hạng sa môn tiêu cực, bại hoại, trốn đời, làm gì có phước báo mà cầu họ ban phước. Ngoài ra, mọi người cũng thắc mắc tại sao Đức Phật từ bỏ dòng dõi cao quý. Nếu đi tu thì phải theo hàng cao sang, bây giờ là Bà La Môn. Tại sao Ngài lại hội nhập vào giai cấp sa môn nghèo khổ để sống chung, tu chung với họ? Đặc biệt hơn nữa, Đức Phật thu nhận những người bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội và giáo dưỡng họ thành một giáo đoàn, gồm những bậc thánh hữu ích cho cuộc đời. Đó là ba việc mà thực sự người thường hay hàng nhị thừa đều sợ và không thể nào làm nổi. Nhưng Đức Phật lại thành công mỹ mãn. Thật vậy, người thường thì mưu cầu danh lợi, trong khi Phật ở địa vị cao sang, danh lợi tột đỉnh, lại vứt bỏ để đi tu. Chắc chắn, người thường không bỏ nổi mà còn tiếc dùm cho Phật. Thực tế ai cũng muốn làm bạn với người cao quý, cầu thân với người quyền thế. Chẳng ai thích kết thân với người nghèo khổ, hạ tiện
hay chơi với người tội lỗi, khổ đau. Bồ Tát hay Đức Phật hành Bồ Tát Đạo thì khác hẳn. Giáo đoàn của Ngài không ít những thành phần thấp kém nhất thời bấy giờ. Điển hình như Sunita là người hốt phân hay Ubali liên hoa sắc nữ. Ngài dùng pháp gì để chuyển hóa người quá dở thành thông minh? Điển hình là Bạn Đặt, em ruột của Bạn Đà. Bạn Đà thông minh, được Bà La Môn trọng dụng. Bạn Đặt chậm lục, thường bị chê cười, lại được Đức Phật mang về nuôi nấng, dạy dỗ và đạt được quả vị A-La-Hán. Suy nghĩ theo trí bình thường của con người, điều này quả thực khó hiểu. Không riêng gì Điển Đắc Bồ Tát và chúng hội thời ấy nghi ngờ, ngay cả chúng ta ngày nay cũng vẫn thắc mắc. Kinh Bảo Tích đưa ra việc Đức Phật chọn người bị bỏ đi, ung đúc họ thành người tài, để nói lên ý nghĩa quan trọng theo Phật. Trên pháp tánh hoàn toàn bình đẳng, không có giai cấp. Chỉ vì con người tự đặt ra những định kiến theo vọng tưởng, quyền lợi mà đẩy người khác ra ngoài lề xã hội. Đức Phật nhìn thấy khả năng thực sự của người mà Ngài thu nhận, nuôi dạy, đưa họ trở lại cuộc đời làm lợi ích. Nói cách khác, Kinh muốn nhắc nhở chúng ta theo dấu chân Phật, cần thể hiện lòng đại bi, có bổn phận cứu giúp người thăng hoa. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý, không khéo lại thu gom những người không ra gì và cho xuất gia, để rồi họ quậy phá, làm tổn hại cho đạo và uy tín của tăng đoàn, làm thoái tâm Phật tử. Làm như vậy, tội của ta nặng lắm. Hoặc chúng ta vì mê muội hay vì quyền lợi cá nhân, xúi người đi tu. Họ không có căn lành của người xuất gia, không thể sống đời phạm hạnh thanh tịnh. Cuối cùng, họ phải hoàn tục, không thể tự nuôi sống bản thân. Ta đã phá hư khả năng tiến thân của họ. Điển Đắc Bồ Tát hỏi Phật những ý như vậy, gợi cho chúng ta khi tiếp tăng độ chúng, phải dậy đến nơi. Người căn tánh không thuần thục, không nên cho xuất gia. Đừng đào tạo người mạnh thành người bệnh, bỏ đi. Phải chấp cánh cho người thăng hoa, không phải kéo tuột xuống, độ người xuất gia. Nhưng họ không đắc đạo, ta phạm tội nặng. Vì họ tiêu biểu cho Phật, ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời. Đức Phật dạy Bồ Tát Điển Đắc rằng, tất cả Bồ Tát đều có vô tận phục tạng, tiêu biểu là bốn phục tạng để giáo hóa chúng sanh. Hàng nhị thừa không có phục tạng này, không độ được người. Bốn phục tạng là gì và Bồ Tát dùng bốn phục tạng như thế nào để giáo hóa? Bốn phục tạng là tham, sân, si và đắng phần phiền não mà Đức Phật đã trải qua trăm kiếp tu hành để khắc phục, chế ngự được nó. Hàng nhị thừa tu thường đoạn trừ phiền não, nhưng càng quyết tâm đoạn, tham sân càng nổi dậy. Thực tế tôi thấy các vị tu hành đã lâu lại dễ nổi nóng, vì họ cố tâm đè nén, càng dằn lại nó càng bung ra mạnh. Đó là bệnh của người xuất gia. Thấy vậy chúng ta thương họ, vì quyết tâm tu mới ra nông nổi vậy. Bệnh thứ hai của nhị thừa là đoạn được tham, sân, si rồi, thì họ thành than nguội, quỷ mục, là vô giác, vô tri. Điều nguy hiểm này, thanh văn, thanh tịnh thường mắc phải. Họ không nghĩ đến cuộc đời, không suy nghĩ gì nữa, nên không còn phiền não, và kết quả là đầu óc cũng trở thành xơ cứng, không còn hiểu biết gì cả. Đoạn trừ phiền não và đoạn luôn cả trí tuệ, họ vào hữu dư y niết bàn. Cuối cùng đoạn thân mạng thì vào vô dư niết bàn. Bước vào con đường tu theo cách này là cả một sai lầm lớn. Bồ Tát hành đạo hoàn toàn trái ngược. Họ dùng trí tuệ để hàng phục phiền não hay hàng phục tứ ma. Không biết mà đoạn ma chướng sẽ bị ma vật chết. Nhưng biết thì hàng phục ma là buộc nó phải theo mình, không phải giết ma, vì ma không giết được. Nói cách khác, tánh xấu trong chính mình, ta khắc phục được nó vì ta biết nó, và ta biết nó vì ta đã trải qua kinh nghiệm sống từ quá khứ.
Lúc bắt đầu phát tâm cho đến nay, chúng ta đã dành dụm được biết bao kinh nghiệm máu xương, biết rõ và hàng phục được nghiệp của chúng ta. Cần nhớ rằng, đừng diệt ma, vì ma nhiều hơn, tức ác nghiệp nhiều hơn. Làm sao đoạn diệt nổi? Trong 51 tâm sở, thiện tâm chỉ có 11, còn ác tâm đến gần 40. Vì vậy, ta lấy ít mà đánh với nhiều thì thua chắc. Phật cao 1, ma cao 10. Từ đó theo tinh thần Đại Thừa, đổi lại cách tu, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn. Phiền não và Bồ Đề hay sinh tử và Niết Bàn là một. Đối với người ác xấu, chúng ta chống họ, giết họ, nhưng chúng ta yếu hơn thì họ giết ta chết trước. Cuộc đời hành đạo của Đức Phật chứng minh rõ ý này. Ngài đã dần dần chuyển hóa người chỉ trích, chống phá Ngài trở thành người hộ pháp đắc lực. Chẳng hạn, Phật không chống lại ác vương A Xà Thế hay vua Ba Tư Nặc. Nhưng hai ông vua này không có cách gì khác hơn là phải quy phục Phật, hỗ trợ cho Ngài tuyên dương chánh pháp một cách vô điều kiện. Học Phật phải hiểu yếu chỉ này để tu. Lấy thế ta mà chống ác ma, chắc chắn ta thua. Muốn chuyển đổi, hàng phục người ác, quan trọng nhất, chúng ta phải thấy được xấu ác của họ. Không biết mà nói là tự chuốc họa. Họ xấu điểm gì và ác chỗ nào? Thấy được điều đó, chúng ta gác nó sang một bên. Đừng bao giờ khơi lên ác xấu của họ. Lấy điều thiện của ta mà đụng vô cái ác của người là tự gieo tai họa chết chóc, tù đầy, không tránh khỏi. Ta nghĩ họ ác, còn không được, huống chi là nói ra. Phật dạy Bồ Tát giáo hóa chúng sanh nhờ bốn phục tạng này đã có sẵn rồi, và quan trọng là Bồ Tát đã tự hàng phục được chính mình. Chẳng hạn, có 21,000 cái tham. Trải qua quá trình hành Bồ Tát Đạo, chúng ta đã kiểm chứng những cái tham này trong lòng chúng ta. Nó dẫn chúng ta đi thọ sanh, lăn lộn trong sinh tử không biết bao nhiêu lần, và đối với từng cái tham một, chúng ta đã hàng phục được rồi, mới có kinh nghiệm hàng phục nó như thế nào. Vì vậy, nay nhìn thấy đối tượng tham, chúng ta nhớ lại cái tham đời trước đã dạy xéo chúng ta khổ sở ra sao, cũng như nhớ lại bằng cách nào chúng ta đã chế ngự, chuyển đổi được cái tham để trở thành hiền thánh. Chúng ta cũng thấy rõ phương cách dẫn chứng của Phật không làm mất lòng ai. Phật thấy chúng ta tham, biết chúng ta phạm tội, nhưng Ngài không nói thẳng. Vì ngại làm chạm tự ái chúng ta, Phật dùng phương tiện kể chuyện quá khứ của Ngài đã từng tham ra sao và phải đọa địa ngục, đau khổ như thế nào. Từ kinh nghiệm đó, Ngài phát tâm Bồ Đề, quyết tâm đoạn diệt lòng tham. Đến nửa xu cũng không dám lấy của người. Kinh nghiệm đó là phục tạng, tức những điều tham sân si, đẳng phần phiền não phục tạng, Phật đều có và đã trải qua. Đặc biệt là Ngài nhớ rõ tất cả khổ vui, vinh nhục trong quá khứ, cũng như mối quan hệ của Ngài với mọi người, mọi loài như thế nào từ kiếp xa xưa dẫn đến ngày nay. Phật nhớ đủ, không sót. Theo dấu chân Phật, việc tu hành của Bồ Tát là nhớ rõ, không phải quên như thanh văn. Vị đạo sư nhớ tất cả, giáo hóa người, nhìn hiện tại mà biết quá khứ, biết tốt xấu của người, biết mối quan hệ với họ từ quá khứ. Nương theo đây để tiếp tục giáo hóa, tạo quan hệ gắn bó tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy Điện Đắc Bồ Tát tu hành phải nhớ rõ bốn phục tạng: tham, sân, si, đẳng phần phiền não, là những điều khổ vui trong quá khứ của chính mình trên đường hành Bồ Tát Đạo. Điển hình như Đức Phật độ được Đề Bà Đạt Đa vì Ngài biết rất rõ mối tương quan của Ngài với Đề Bà từ nhiều kiếp quá khứ dẫn đến hiện tại. Hành đạo, biết rõ căn tánh, hành nghiệp, năng lực của người. Từ đó chúng ta xem người có khả năng làm được gì để dịu dắt, giúp họ thăng hoa, không phải theo hình thức tu chung chung của thanh văn,
ai cũng kêu gọi họ xuất gia, rồi cho ăn uống thiếu thốn, thân thể suy nhược, bệnh hoạn và cũng chẳng được học hành, trở thành người lờ khờ. Làm như vậy quả là phỉ báng Phật Pháp. Đức Phật dạy muốn độ người phải thấy biết quá khứ của họ, biết được ta có thể độ họ đến mức nào, họ có thể sống cuộc đời xuất gia được hay chưa, và họ làm được gì cho đạo. Chúng ta chỉ khuyên dạy được họ đến mức độ đúng theo hoàn cảnh và hành nghiệp của họ mà thôi. Bốn phục tạng, tham, sân, si, đẳng phần phiền não, chúng ta đều có, và nó đã từng tác hại đời sống mình như thế nào. Nay thấy chúng sanh có hoàn cảnh giống như vậy, chúng ta lấy kinh nghiệm mình mà nhắc nhở họ tu. Đức Phật sợ chúng ta tự ái, nên thường dẫn chứng những sai lầm của Ngài, để chúng ta thấy Ngài hư hỏng vậy mà ráng tu rồi cũng thành Phật. Ta không hư đến như vậy, nếu chịu tu thì chắc lại dễ sửa chữa tội lỗi hơn Phật và mau thành Phật hơn Ngài. Quý Tăng Ni học ý nghĩa phục tạng, thử nhớ lại đời trước ta là ai, đã từng làm gì. Riêng bản thân tôi, sang Nhật tu học, tôi hình dung ra hình như thuở quá khứ tôi đã từng tu ở chùa này, nên hiện tại tôi thấy văn hóa Phật giáo Nhật rất gần gũi, thân thương và hội nhập dễ dàng. Thiết nghĩ chúng ta theo Phật, tin tưởng rằng duyên nghiệp đời trước còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời này. Nếu không có liên hệ quá khứ ấy, chúng ta sẽ dửng dưng như mọi người xa lạ mới tiếp xúc lần đầu. Đối với người tu thiền quán, dễ bắt gặp ý này. Với người hay chống đối một cách vô cớ, chúng ta dễ thanh thản, vì cảm nhận được việc xấu ác hiện tại xuất phát từ đời trước. Ta và họ cũng từng đối chọi nhau rồi. Tốt nghiệp ấy dẫn đến đời này, họ lại diễn tiếp màn kịch ấy với ta. Chỉ vì ta quên mất nên mới thấy họ vô cớ chống ta. Học Phật, tự ý thức, chẳng có gì là vô cớ trên đời này cả. Mọi việc theo Phật dạy đều do định luật nhân quả chi phối. Nhân quả hiện đời cho đến nhiều đời, với một người cho đến tương quan chằng chịt giữa muôn người, muôn loài, thường gọi là cộng nghiệp. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta tu hành phải biết túc mạng. Học đạo Bồ Đề mà không biết túc mạng, chỉ thấy nhân quả ngay trước mắt mà không thấy đời trước, nghĩa là không thấy nghiệp và tánh của người. Ta chỉ giải quyết chung chung, chắc chắn phải thua cuộc thảm hại. Chính vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát mới phát nguyện sanh trong loài nào cũng nhớ túc mạng của mình và người, mới có thể dễ dàng giải quyết oan trái và phát huy thiện duyên với người. Phật dạy bốn phục tạng này, ta nhớ trọn vẹn sâu sắc và cũng nhớ rõ ta đã hàng phục thành công nghiệp này như thế nào, thì mới dùng thành quả đó giáo hóa được người. Đức Phật giáo hóa một cách tốt đẹp từ vua chúa đến sa môn, thường dân hay những kẻ tội lỗi, ác nhân. Vì Ngài biết rõ họ nên chẩn đứng được ác nghiệp của họ, đồng thời đáp ứng được mọi sở cầu cho họ. Theo tôi, đừng dại khờ nghĩ đến tận diệt phiền não. Hành Bồ Tát Đạo chính yếu là chuyển nghiệp ác thành thiện nghiệp, thì người sẽ tốt với ta, vì cũng tự động giải quyết tốt. Ta chống nó sẵn sàng chống ta. Và khi chưa đủ phước đức, trí tuệ, chắc chắn ta phải thua thế lực kẻ ác. Ngay cả Đức Phật, phước trí vẹn toàn mà Ngài còn không chống đối ai. Phật từng nói câu bất hủ rằng, trong trận chiến, người thắng và kẻ bại, cả hai đều thua cuộc. Cách giáo hóa của Phật cho thấy rõ, người có nhân duyên ác hay thiện đến với Phật, Ngài đều biết rõ và tùy theo đó mà hành xử, thể hiện tâm từ và trí tuệ tuyệt vời. Với cách giáo hóa ấy, không ai mà Ngài không độ được. Giảng xong, Đức Phật kể chuyện quá khứ của Ngài. Vô lượng kiếp trước, trong đời ngũ trược, có Phật hiệu Bửu Tự Công Đức Thanh Như Lai. Bây giờ có vua tên Quảng Thọ rất kính tin Phật Pháp, thường cúng dường Đức Phật ấy và chúng tăng an cư kiết hạ. Cũng có vị tỳ kheo tên Vô Cấu nhạo thuyết biện tài. Mọi người, kể cả vua Quảng Thọ,
đều rất thích nghe Ngài thuyết pháp và cung kính cúng dường Ngài. Cũng có những vị tỳ kheo niên thiếu tân học thường theo Pháp Sư Vô Cấu ra vào vương cung, được hưởng mọi thứ cúng dường, nhưng đa số họ không tu tập. Qua thời kỳ an cư, Đức Phật bửu tự công đức Thanh Như Lai nhập diệt. Vua Quảng Thọ dùng gỗ chiên đàn trà tỳ và xây vô số bảo tháp thờ Ngài. Tỳ kheo Vô Cấu được Đức Phật ấy thọ ký đa văn đệ nhất. Sau khi Ngài nhập diệt, vị tỳ kheo này hoằng dương chánh pháp, đi khắp nơi giáo hóa được vô số chúng sanh an trụ vô thượng Bồ Đề. Vua rất kính trọng Pháp Sư Vô Cấu trẻ tuổi, nên thường cho vị này tự do ra vào cung để thuyết pháp giáo hóa người trong hoàng cung. Vì vậy có một nhóm ác tỳ kheo khởi tâm ganh tị, tâm họ còn chất chứa nhiều tánh xấu ác, tham lam, mới nghĩ cách đặt điều nói xấu Pháp Sư Vô Cấu. Ác tỳ kheo tâu với vua rằng, vị Pháp Sư trẻ tuổi không tu hành chân chánh, chỉ lợi dụng hảo tướng và tài ăn nói để dụ dỗ các bà phi. Thực tế chúng ta thường thấy các Bồ Tát Tăng hay gặp tai nạn này. Vì họ hành đạo được nhiều thuận lợi, tốt, dễ tạo thành thế ganh tức, thường bị người bịa đặt, nói xấu nhằm hạ uy tín. Vua nghe ác tỳ kheo nói xấu cũng không tin. Ông thâm tín Phật Pháp, tin tưởng hoàn toàn ở Pháp Sư Vô Cấu thanh tịnh, giải thoát, chẳng thể có ý niệm tà dại, huống gì là có hành động tội lỗi. Ác ma cũng không chịu thua, chúng liền hiện trong hư không, nói với vua rằng ác tỳ kheo thì chân chánh, bị tỳ kheo Vô Cấu trẻ đẹp lừa dối. Nếu vua không tin, thử về hoàng cung xem. Vua liền nghĩ đó là chư thiên mách bảo, nên vội vàng trở về cung, thì thấy tỳ kheo trẻ đang thuyết pháp và cung nữ vui mừng vây quanh. Vua thấy vậy khởi lên vọng tưởng rằng Pháp Sư Vô Cấu đang mê hoặc các mỹ nữ, làm họ quên mất ông vua già này. Tức thì, phiền não trong ông liền vụt nổi dậy đối với vị tỳ kheo mà ông đã từng rất thâm tín, kính trọng. Vua nổi giận, truyền lệnh đưa tỳ kheo Vô Cấu ra trị tội vì đã làm ô uế cung vua. Các quan và quyến thuộc cũng bị ma lực nhiếp trị, nên cũng nổi giận với tỳ kheo vô tội ấy và muốn giết hại vị này. Khi Chiên Đà La cầm dao đến, thì vị tỳ kheo Bồ Tát này chỉ xin được phát nguyện. Ngài chắp tay phát thệ rằng, nếu tôi không phạm tội ấy, chỉ xiển dương Phật Pháp, thì cho cõi đất chấn động sáu cách và hư không mưa hoa đẹp. Vừa phát thệ xong, điềm lành này xảy ra tức khắc, chúng ma lo buồn bỏ đi. Thử nghĩ trên bước đường tu, giả sử chúng ta gặp nạn mà không có hiện tượng kỳ diệu như vậy cứu thoát, thì chỉ còn nước chết. Nhưng đối với Bồ Tát công đức lớn, khi các ngài phát nguyện, chắc chắn hộ pháp phải chuyển đổi mọi việc đúng theo ý nguyện đó. Quả tình đúng như lời tỳ kheo Vô Cấu vừa phát nguyện, điềm lành này hiện ra ngay. Vua Quảng Thọ chứng kiến cảnh mầu nhiệm ấy, sanh lòng hối hận vô cùng. Ông mới nguyện hầu hạ suốt đời Pháp Sư Vô Cấu để sám hối tội lỗi nghi lầm, nghĩ bậy, nghe bậy của mình. Đối với vị tỳ kheo Vô Cấu đã đắc được từ nhẫn mà vua còn sanh lòng độc hại, nên mặc dù đã ăn năn sám hối, vua vẫn bị đọa địa ngục đại kiếu trong nhiều ức năm vì ác nghiệp ấy. Mãn tội, được thân người, vua gặp Đức Phổ Nhãn Như Lai, thân cận cúng dường. Phổ Nhãn Như Lai chính là Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Các ác tỳ kheo muốn hại Pháp Sư vô tội ấy, trong đó có Di Lặc Bồ Tát cầm đầu, cũng bị đọa địa ngục. Đức Phật nói về kinh nghiệm tu hành của Ngài nhằm nhắc nhở các quốc vương hay những tỳ kheo thường ưa chống đối, hại người. Đừng để tham, sân, si, phiền não nổi dậy thì phải khổ sở nhiều kiếp trong địa ngục. Khi thoát được khổ nạn này nên nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ xấu về người tu. Di Lặc cũng nhớ lỗi lầm xưa, quyết lòng đổi tâm xấu ác ấy thành tâm tùy hỷ và hành động thánh thiện, nên Di Lặc được thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai.
Thọ ký ảo sư Bạc Đà La. Trong pháp hội này, Đức Phật thọ ký cho ảo sư Bạc Đà La là một người ngoại đạo, nói lên ý nghĩa chính yếu rằng đạo Phật dung hóa tất cả mọi người, mọi loài, không phải chỉ dành riêng cho một người nào, một loài nào. Trên bước đường tu, nếu không hiểu ý này, chúng ta dễ chấp vào pháp môn mình tu, chấp vào chùa của mình, hệ phái của mình. Những kiến chấp như vậy sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng tự cô lập, và xa hơn, chấp vào đạo của mình thì ta lại tự đưa mình ra ngoài xã hội. Nhưng đạo Phật không phải là mô hình cố chấp. Đức Phật dung nhiếp tất cả các loài. Kinh thường nói Phật là bậc thầy của trời người, là vị cha lành của bốn loài. Như vậy là đệ tử Phật, chúng ta coi bốn loài đều là huynh đệ. Từ ý này, theo tinh thần Đại Thừa, với tâm nhìn phóng khoáng, người giác ngộ trước, kẻ giác ngộ sau, mọi người, mọi loài đều lần lượt tiến về vô thượng đẳng giác. Chúng ta sớm giác ngộ, trở thành sa môn. Các Phật tử tại gia còn bị nhiều phiền não trần lao, nghiệp chướng, ràng buộc, và xa hơn nữa, có nhiều người bị tà kiến ngăn che. Vì họ phải chịu ảnh hưởng phong tục, tập quán của quốc gia nơi họ sanh ra và lớn lên, không thể nào khác được. Tuy nhiên, nếu có duyên lành gặp được Phật Pháp, họ cũng sẽ tin theo. Hàng thánh đệ tử Phật cũng xuất thân từ Bà La Môn giáo. Họ gặp Phật có sức thuyết phục nên đã cải tà quy chánh. Chúng ta theo Phật cũng học cách xây dựng người giống như Ngài. Làm sao giúp cho người từ bỏ đường tà trở thành chân chánh. Đức Phật giáo hóa nhiều thành phần trong xã hội. Trong pháp hội này, Ngài giáo hóa ảo sư Bạc Đà La là người nổi tiếng về ảo thuật ở thành Dương Xá. Những trò ảo thuật lạ lùng dễ thu hút người, thường được ngoại đạo sử dụng để mê hoặc người khác. Ảo thuật nâng lên độ cao, có thể gọi là thần thông biến hóa, tác động cho người phải sợ và tin theo. Thực tế cho thấy, một số tôn giáo ngày nay vẫn còn áp dụng thủ đoạn này. Thật vậy, trên bước đường hành đạo, chúng ta dạy người sống chân thật theo giáo lý, thì ít ai nghe theo. Vì đối với họ, làm như vậy thật là cực khổ. Phần lớn, người ta tham lam, nghe đồn ở đâu linh thiêng là họ theo liền. Thời Phật tại thế, ngoại đạo rất nhiều và có thế lực mạnh. Nhưng Đức Phật đã cảm hóa được họ trở về với chánh pháp của Ngài. Ngày nay chúng ta theo dấu chân Phật, tất yếu cũng phải hướng dẫn người đi theo chánh đạo. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải có ưu thế hơn người. Tuy nhiên, thực tế lúc bắt đầu hành đạo, chúng ta luôn luôn phải đối phó với nhiều người tranh chấp. Điều này khó tránh khỏi. Thiết nghĩ Đức Phật trên bước đường du hóa, Ngài cũng từng trải qua không ít những cuộc đối đầu với thế lực ác. Chúng ta thấy rõ điều này qua lời dạy của Ngài về cách xử thế đối trước việc xung đột. Chỉ có đời tranh chấp với Như Lai, Như Lai không bao giờ tranh chấp với đời. Ngài không tranh chấp nhưng hàng phục được họ. Chúng ta học Phật cũng không thể nào làm khác hơn. Chúng ta thử nghĩ xem ưu thế của Phật và của ngoại đạo khác nhau như thế nào. Chắc chắn đối với Phật đạo, sống chân thật là chủ yếu, còn ngoại đạo lấy việc mê hoặc người làm chính. Ta sống chân thật, có thể lúc đầu người chưa hiểu, nên chưa tin và chưa chấp nhận ta. Tuy nhiên, càng lâu dài về sau, họ sẽ hiểu rõ và đồng tình với ta. Vì vậy, trong nhất thời, chúng ta thua thế lực ác. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta sẽ hơn họ. Thực tế cho thấy, những người dùng thủ đoạn để lừa dối thì họ cũng chỉ đạt kết quả tạm thời, vì đâu thể nào gạt được người nhiều lần. Bản thân tôi được như ngày nay là nhờ có quá trình 50 năm hành đạo. Càng về lâu, người càng hiểu tôi hơn. Trái lại, này nói vậy, nhưng ngày mai cuộc sống họ đã khác rồi,
thì làm sao tin được? Chính vì vậy, đạo Phật tồn tại lâu dài hơn 25 thế kỷ và còn đang phát triển mạnh. Trong khi các tà giáo lúc mới thì mạnh, nhưng càng lâu càng suy sụp, không cứu được. Họ công kích, nhưng ta tu, lợi dụng sự công kích đó để phát huy tính chân thật của ta. Theo tôi, khi họ nói xấu, chúng ta lắng nghe xem họ nói đúng không. Nếu phê phán đúng, ta phải sợ, lo sám hối, sửa đổi thành tốt. Nhưng nếu họ vu khống, chúng ta không có lỗi, thì chẳng có gì mà sợ. Nói sai thì họ phải nói lại cho đúng, hoặc nói sai là tự làm cho họ mất uy tín với người. Sở trường của chúng ta sống chân thật là như vậy. Lấy sở đoản mà đọ sức với người, chắc chắn ta thua. Làm sao chúng ta gian bằng họ được? Nguyễn Trãi, chịu ảnh hưởng đạo Phật, đã nói rằng: trí nhân thắng cường bạo. Thắng người là hơn họ hiểu biết, hơn họ lòng từ bi và đức khoan dung. Ngoại đạo tà sư hại Phật, nhưng Ngài vẫn thanh thản và mở rộng lòng từ bi, tha thứ và dung nhiếp tất cả. Đó là phương cách cảm hóa ngoại đạo, không tranh chấp với họ, không nói giáo lý của ta hay, nhưng ta thể hiện giáo lý thành việc làm thánh thiện, và cứ như vậy mà thăng hoa cuộc sống. Thành Dương Xá ở phía đông Ấn Độ, nơi hội tụ nhiều văn hóa khác và có khuynh hướng theo tư tưởng mới. Tuy nhiên, quan niệm cũ vẫn còn. Từ đó có nhiều nhà ảo thuật, nhà hùng biện hay người luyện bùa chú. Đối với Đức Phật, Ngài thấy đó là mảnh đất tốt, có nhiều đối tượng để Ngài hành đạo. Kinh Duy Ma diễn tả rằng tìm Phật đạo trong vị kiến ngoại đạo. Trong khi vị kiến ngoại đạo thì tìm trong sợ hãi, hoài nghi của con người. Nhưng tà thuyết ấy vẫn không dẫn họ đến đâu. Nhờ vậy chánh đạo mới có cơ hội phát triển. Đức Phật nhắm đến Dương Xá Thành, tiêu biểu cho môi trường tốt để hoằng hóa độ sanh. Đối với người có trí tuệ thì đây là phương tiện để phát huy. Còn cái giỏi đóng khuôn không thể quay là giỏi. Có đối tượng cho chúng ta quan sát, càng khó, ta càng khôn, càng khổ, ta càng đạo đức. Phật thể hiện ý này ở thành Dương Xá. Ngài độ 3 anh em Ca Diếp và nhận 1000 đệ tử, khiến cho vua Tần Bà Sa La phải phát tâm và độ 1 Kiền Liên. Đức Phật đã sử dụng ngay những tranh chấp của vị kiến ngoại đạo mà khai ngộ cho họ. Nói cách khác, Ngài lấy suy nghĩ của chính họ để dạy họ, không phải áp đặt cho họ suy nghĩ của Ngài. Tất cả thao thức, nguyện vọng của họ, Phật đều đáp ứng, còn đem cái xa lạ nào đưa cho họ, làm sao họ chấp nhận được. Điều này thể hiện tinh thần bất nhị pháp môn của đạo Phật tuyệt vời là vậy. Chân lý chỉ có một, ví như hai mặt của bàn tay, là mê và ngộ. Người suy nghĩ sai lầm là mê, Phật điều chỉnh lại cho đúng là ngộ, thì vẫn là suy nghĩ của họ, không phải của ai khác. Không lấy cái đầu khác đặt lên cho họ. Với cách giáo hóa này, người theo Phật đạo trở thành thông minh, nhưng theo ngoại đạo thì đầu của họ thành khờ khạo. Ảo sư Bạc Đà La nổi tiếng nhất ở Dương Xá, và Phật nhắm vô ông này để độ. Đó là nhân duyên khiến ta phải suy nghĩ. Phật cũng nói Ngài chỉ độ được người có duyên, nghĩa là họ và Phật đều có liên hệ, và liên hệ cao nhất thuộc về suy nghĩ. Trong tư duy giữa Phật và họ có điểm tương đồng. Trên bước đường hành đạo, muốn độ người, tôi thường quan sát xem giữa tôi và người đó có mối quan hệ nào hay không. Tôi và họ có điểm gì đồng nhau thì tôi mới khai thác được. Hoặc họ có cùng ước mơ thì tôi nói họ mới nghe. Nhưng suy nghĩ và hành động không giống tôi, không tài nào độ được. Thử nghĩ chúng ta làm sa môn giải thoát, làm sao độ thương gia giàu có. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến tính toán, tiền bạc, quyền lợi, trong khi lòng ta không hề có những thứ này. Rõ ràng ta và họ không có chút xíu gì tương đồng. Theo tôi, họ có thể gặp thầy tướng, thầy bói và dễ nghe theo. Chúng ta khuyên họ tu Bát Quan Trai, tụng kinh,
chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm riêng tôi, cố tìm điểm đồng nhau của người nào đến với tôi, nếu không có, tôi không độ. Độ được thương gia là khi họ đã mỏi gối chồm chân, chán nản với công việc tính toán hơn thiệt rồi. Lúc ấy khuyên tu họ dễ nghe theo ta. Lúc họ còn hăng say, nhiệt tình với việc làm giàu, ta phải chỉ cách cho họ làm giàu thêm, giống như Duy Ma dạy họ làm sao nắm quyền hành, được nhiều của cải, họ mới kính phục. Học Đại Thừa phải thấy khả năng của Đức Phật thật đa dạng, không phải có một. Ngài làm thầy của Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, vân vân. Trong con người của Phật có đủ tất cả đặc thù của mọi thành phần xã hội, không phải chỉ đóng vai trò Sa Môn thôi. Đức Phật thành công trong việc tế độ ảo sư Bạc Đà La thì Ngài phải là vị đại ảo sư, vì có hơn họ mới độ được. Ảo sư Bạc Đà La có tham vọng lớn, thấy Phật được nhiều người kính trọng, ông tìm cách hạ uy tín Phật để người phải phục ông. Dưới mắt Phật, đây là người có duyên để Phật tiếp độ. Dù cho người ác khởi ý nghĩ ác cũng là duyên. Đó là cơ hội để Phật thi thố tài năng, có chạm trán thực sự mới biết ai giỏi, làm cho người hiểu rõ Ngài hơn. Đức Phật nhận lời thỉnh trai tăng cúng dường của ảo sư Bạc Đà La. Một Kiền Liên dùng thần thông quán sát, thấy ảo sư không phải thật tâm cúng dường Phật, chỉ muốn hại Ngài, nên bạch Phật đừng nhận lời. Tuy nhiên, Đức Phật lại thấy khác với một Kiền Liên. Một Kiền Liên thấy ngán sợ ngoại đạo và đối lập với họ, để cuối cùng bị họ hại chết. Đó cũng là bài học cho chúng ta làm sao dung hóa được ngoại đạo. Đối với Phật, đến với ảo sư là cơ hội ngàn vàng, còn một Kiền Liên thì lại thấy không nên. Ý này nói lên sự khác biệt giữa tinh thần tiểu thừa và đại thừa. Đức Phật nhận lời dự trai tăng khiến cho ảo sư nghĩ thầm rằng lâu nay nghe đồn Phật là bậc chánh biến tri, nhưng nay coi như chắc chắn thua vì đã rơi vô kế của ông. Ông sẽ dùng ảo thuật để tạo thành một trai đường trên đống rác dơ bẩn. Mọi người dù theo tà giáo hay Phật đạo, nghe nói ông trai tăng cúng Phật, họ đều rung động. Người thương Phật thì lo sợ Phật hiền từ, rơi vô bẫy của ảo sư xảo trá, làm sao sống được. Người ghét Phật cũng đến xem Phật và ảo sư này, pháp thuật của ai cao hơn. Theo Phật, khi quần chúng tập trung đến là điều kiện tốt để Ngài giáo hóa. Ngài thể hiện đạo đức thực sự của bậc chân tu đắc đạo thì cảnh giới trang nghiêm theo. Điều ấy hoàn toàn khác với mưu trước của ảo sư Bạc Đà La, dùng ảo thuật tạo cảnh trang nghiêm, nhưng đó là cảnh giả. Thật vậy, chư thiên cảm đức hạnh của Phật, nên đồng một lúc bốn vị thiên dương xuất hiện, nói với ảo sư rằng họ nghe ông thỉnh Phật trai tăng cúng dường. Họ cũng đến xin tùy hỷ công đức và dựng lên đạo tràng của họ. Thích Đề Hoàng Nhân cũng đến tùy hỷ, cũng lập đạo tràng bên cạnh. Điều này khiến cho ảo sư phải khiếp sợ. Về điểm trời đế thích và tứ thiên dương có đến thật hay không, ta không đề cập. Nhưng nếu hiểu theo suy nghĩ thông thường, thì trời tứ thiên dương và đế thích cảm đức độ của Phật mà tới. Còn nghĩ theo lý tánh, triết học, Đức Phật thánh thiện, thì chắc chắn có người tốt đến tạo điều kiện tốt cho Phật. Và nếu nhìn ở khía cạnh thần thông, Đức Phật vẫn hơn hẳn ảo sư. Ảo sư Bạc Đà La xây dựng đạo tràng cúng Phật ở chỗ ô uế, nhưng nhờ trời tứ thiên dương và đao lợi đem của quý giá của cõi trời đến, nói lên ý cao tột của đạo Phật rằng tịnh uế là một, đều do tâm tạo ra. Tâm ác độc thì biến tất cả thành xấu xa, dơ bẩn. Tâm chư thiên tốt lành hiện thành cảnh trang nghiêm đẹp đẽ theo. Nói cách khác, con người có hai mặt, biết phát huy mặt tốt, diệt tự tốt, nhưng không biết hướng thiện, chỉ phát triển mặt ác, hoàn cảnh sẽ trở nên xấu. Chư thiên xuất hiện cúng dường Phật, gợi chúng ta suy nghĩ công đức phước báo của Đức Phật vô cùng to lớn. Xảo thuật của thế gian chẳng thể sánh bằng.
theo dấu chân Phật, chúng ta tin rằng nếu hành thiện, có đạo đức thực sự, không ai có thể ám hại được ta. Tư cách thánh thiện của Phật quá lớn, hàng phục được tất cả, và Ngài là biểu tượng cho nhiều người kính mến. Tất nhiên, những kẻ xấu ác thấy vậy cũng sanh tâm ganh tị. Ý này nhắc nhở quý thầy, gặp người ganh tị dèm pha, đừng sợ, cố giữ cho tâm mình hoan hỷ. Hòa thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng, khi hành đạo mà không ai nói đến, tự biết chúng ta còn non kém. Người ta đặt vấn đề với mình là biết họ sợ mình, mới tìm cách hạn chế. Mình có tiếng hoặc được kính trọng mới khiến họ bực tức nói xấu. Chúng ta thấy rõ ý này giữa việc làm của Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật. Chính ác tâm của ảo sư làm cho uy tín của Phật tăng thêm và khiến người tập hợp đến. Phật dẫn đến chứng trai, và chỗ này vẫn trang nghiêm thanh tịnh, có chư thiên nhiều phước báo hiện diện. Trước kia nơi này là bùn nhơ tội lỗi do người tham sân si dựng lên, nhưng nay chư thiên trong sáng tạo dựng thì đạo tràng trở thành tốt đẹp. Có thể hiểu tất cả đều do con người quyết định, nơi xấu mà người tốt đến ở sẽ trở thành tốt và phát triển, ngược lại người xấu sử dụng, nơi tốt cũng trở thành hư xấu. Đức Phật đến chứng trai khiến cho ảo sư có cái nhìn thay đổi, thấy nhiều người ủng hộ Phật, có cả chư thiên tham dự. Trong kinh diễn tả rằng Phật quá làm ông trưởng giả đến nói chuyện với ảo sư. Ảo sư thật sự không giàu nên thích nhờ giả người giàu. Thấy ông trưởng giả hóa thân của Phật, ảo sư mừng lắm. Trưởng giả mới hỏi ảo sư làm gì ở đây. Ảo sư cho biết ông cúng dường Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả liền bảo ông chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật và đại chúng đang được dân cúng ở cung vua A Xà Thế. Do thần lực của Phật khiến cho ảo sư cũng thấy như vậy. Đức Phật lại hóa hiện làm trưởng giả thứ hai vào hội, cũng hỏi ảo sư như vậy và dùng thần lực cho ảo sư thấy Đức Phật và chư thánh tăng đang đi khất thực ở khu Phạm Chí. Sau đó, Đức Phật cũng hóa hiện làm trưởng giả thứ ba vào hội, bảo với ảo sư rằng Đức Phật đang ở tại giường nhà của Y Dương Kỳ Bà và đang thuyết pháp cho tứ chúng. Và Phật dùng thần lực khiến cho ảo sư cũng thấy vậy. Đức Phật lại hóa hiện Thiên Đế Thích đến bảo với ảo sư rằng Đức Như Lai đang thuyết pháp cho chư thiên tại cung trời Đao Lợi, và thần lực của Phật cũng khiến cho ảo sư thấy như vậy. Ý này được Đại Thừa triển khai thành Thiên Bá Ức Hóa Thân Phật. Chứng trai xong, Đức Phật trở về thành Dương Xá thuyết pháp. Ảo sư nhận ra năng lực nhỏ bé giới hạn của ông, trong khi uy tín và việc làm của Phật thì vô cùng, không thể nghĩ bàn. Vì thế, ông tỏ lòng sám hối, phát tâm Bồ Đề, xin theo Phật tu hành, liền chứng vô sanh nhẫn. Cách giáo hóa của Phật thật đơn giản, đi thẳng vào tâm, khiến ông nhận được đúng sai, nói ít mà tác dụng lớn lao. Ông mới hỏi Phật về pháp tu của Bồ Tát. Theo tôi, pháp của Bồ Tát rất nhiều, nhưng tựu trung phân ra cho ta thấy pháp tu Bồ Tát không phải phàm phu, cũng không phải nhị thừa. Thông thường chúng ta dễ hiểu điều gì tách bạch rõ ràng. Một là nhiễm, tức thế gian. Hai là tịnh, tức xuất thế gian. Nhưng theo Đại Thừa, nhị đế dung thông hay đệ nhất nghĩa đế là pháp tu của Bồ Tát. Nhị thừa và Bồ Tát đều tu thiền định, nhưng hàng nhị thừa nhập định thì lìa thế gian, hoàn toàn dứt bạc mọi sinh hoạt. Càng sâu vào thiền định, càng cách xa cuộc đời. Hàng Bồ Tát thì trái lại, càng vào định càng gần gũi quần chúng. Quần chúng thương Bồ Tát nhiều vì Bồ Tát và họ là một. Cách đắc định của Bồ Tát khó hiểu là vậy. Thiền định của nhị thừa phát huy lên cao thì tâm đại bi biến mất. Nhưng thiền định Đại Thừa, định càng sâu, tâm đại bi càng lớn, mức độ cảm hóa chúng sanh càng rộng. Trên tinh thần như vậy, đi vào tâm thể của sự vật, Bồ Tát giáo hóa trên tâm. Ngoài ra, nhị thừa vào định thì không biết việc bên ngoài. Bồ Tát khác hẳn, càng thâm nhập định,
sự vật càng sáng ra trước mắt, giáo nghĩa Phật và sinh hoạt các loài đối với Bồ Tát càng thấu rõ. Từ đó, Bồ Tát không từ bỏ chúng sanh, vẫn giáo hóa chúng sanh, vẫn sinh hoạt với cuộc đời, nhưng trong lúc đó, Bồ Tát vẫn thanh tịnh. Và Bồ Tát có bốn pháp dẫn đến thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Một là Bồ Tát khác với chúng sanh, và nhị thừa ở điểm càng khó, ý chí Bồ Tát càng cao, không phải sợ khó, bỏ cuộc. Đó là tâm không thối chuyển, lập chí đi lên của Bồ Tát. Hai là càng khó, tâm Bồ Tát càng thương chúng sanh. Vì thế cái khó mà Bồ Tát gặp hôm nay đối với chúng sanh càng khó nhiều hơn, nên Bồ Tát thương chúng sanh hơn, không bao giờ bỏ họ. Ba là Bồ Tát luôn nuôi lớn thiện căn. Căn lành là điều tốt mà chúng ta phải cố gắng phát triển, nuôi dưỡng nó mới tiến tu được. Nếu là nhị thừa, tu được một phần công đức, được quần chúng thương thì càng dễ hư hỏng. Ngược lại, Bồ Tát càng gặp điều kiện thuận lợi, càng quyết chí tu. Bốn là Bồ Tát luôn hộ trì chánh pháp, giữ chánh pháp tồn tại, lợi ích cho muôn loài. Từ ảo sư biến thuật bình thường phát tâm tu, tiến lên đại thần biến, được Đức Phật thọ ký thành Phật tên là Thần Biến Vương Như Lai ở nước Đại Trang Nghiêm. Điều này một lần nữa gợi lên cho chúng ta ý nghĩa sự vật không cố định. Nếu trình độ năng lực của chúng ta cao, biến xấu thành tốt, và ngược lại, năng lực kém làm cho điều tốt trở thành hư hỏng. Mọi vật trên cuộc đời này như ảo hóa, không thật, và giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát là mượn cảnh huyễn độ người trong mộng. Biết thì xây dựng mộng huyễn thành tốt, không biết thì bị mộng huyễn bao vây làm khổ chúng ta, của chúng ta, của chúng ta. Phật dạy: sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức, ngược lại nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói
gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong năm điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm bốn loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là bốn loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thập. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng,
vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân
sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông đoạn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng, có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng
do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân, ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta, khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật, đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian, còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ
mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn, đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo. Là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tinh sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng, bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Vô tận phục tạng. Mở đầu pháp hội, Điện Đắc Bồ Tát đại diện chúng hội xin Phật giải thích những điều mà họ thấy lạ lùng. Trước khi Đức Phật ra đời, vua chúa hay nói chung xã hội Ấn Độ thời bấy giờ xem thường người đi tu là hạng ăn bám, và ai cúng dường cho những sa môn này là người mê tín. Hàng Bà La Môn chỉ trích rằng hạng sa môn tiêu cực, bại hoại, trốn đời, làm gì có phước báo mà cầu họ ban phước.
Ngoài ra mọi người cũng thắc mắc tại sao Đức Phật từ bỏ dòng dõi cao quý. Nếu đi tu thì phải theo hàng cao sang, bây giờ là Bà La Môn. Tại sao Ngài lại hội nhập vào giai cấp sa môn nghèo khổ để sống chung, tu chung với họ? Đặc biệt hơn nữa, Đức Phật thu nhận những người bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội và giáo dưỡng họ thành một giáo đoàn, gồm những bậc thánh hữu ích cho cuộc đời. Đó là ba việc mà thực sự người thường hay hàng nhị thừa đều sợ và không thể nào làm nổi. Nhưng Đức Phật lại thành công mỹ mãn. Thật vậy, người thường thì mưu cầu danh lợi, trong khi Phật ở địa vị cao sang, danh lợi tột đỉnh, lại vứt bỏ để đi tu. Chắc chắn người thường không bỏ nổi mà còn tiếc giùm cho Phật. Thực tế ai cũng muốn làm bạn với người cao quý, cầu thân với người quyền thế. Chẳng ai thích kết thân với người nghèo khổ, hạ tiện hay chơi với người tội lỗi, khổ đau. Bồ Tát hay Đức Phật hành Bồ Tát Đạo thì khác hẳn. Giáo đoàn của Ngài không ít những thành phần thấp kém nhất thời bấy giờ. Điển hình như Sunita là người hốt phân hay Ubali liên hoa sắc nữ. Ngài dùng pháp gì để chuyển hóa người quá dở thành thông minh? Điển hình là Bàn Đạt, em ruột của Bàn Đà. Bàn Đà thông minh, được Bà La Môn trọng dụng. Bàn Đạt chậm lục, thường bị chê cười, lại được Đức Phật mang về nuôi nấng, dạy dỗ và đạt được quả vị A-La-Hán. Suy nghĩ theo trí bình thường của con người, điều này quả thực khó hiểu. Không riêng gì Điện Đắc Bồ Tát và chúng hội thời ấy nghi ngờ, ngay cả chúng ta ngày nay cũng vẫn thắc mắc. Kinh Bảo Tích đưa ra việc Đức Phật chọn người bị bỏ đi, ung đúc họ thành người tài, để nói lên ý nghĩa quan trọng theo Phật. Trên pháp tánh hoàn toàn bình đẳng, không có giai cấp. Chỉ vì con người tự đặt ra những định kiến theo vọng tưởng, quyền lợi mà đẩy người khác ra ngoài lề xã hội. Đức Phật nhìn thấy khả năng thực sự của người mà Ngài thu nhận, nuôi dạy, đưa họ trở lại cuộc đời làm lợi ích. Nói cách khác, Kinh muốn nhắc nhở chúng ta theo dấu chân Phật, cần thể hiện lòng đại bi, có bổn phận cứu giúp người thăng hoa. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý, không khéo lại thu gom những người không ra gì và cho xuất gia, để rồi họ quậy phá, làm tổn hại cho đạo và uy tín của tăng đoàn, làm thoái tâm Phật tử. Làm như vậy, tội của ta nặng lắm. Hoặc chúng ta vì mê muội hay vì quyền lợi cá nhân, xúi người đi tu. Họ không có căn lành của người xuất gia, không thể sống đời phạm hạnh thanh tịnh. Cuối cùng, họ phải hoàn tục, không thể tự nuôi sống bản thân. Ta đã phá hư khả năng tiến thân của họ. Điển Đắc Bồ Tát hỏi Phật những ý như vậy, gợi cho chúng ta khi tiếp tăng độ chúng, phải dậy đến nơi. Người căn tánh không thuần thục, không nên cho xuất gia. Đừng đào tạo người mạnh thành người bệnh, bỏ đi. Phải chấp cánh cho người thăng hoa, không phải kéo tuột xuống, độ người xuất gia. Nhưng họ không đắc đạo, ta phạm tội nặng. Vì họ tiêu biểu cho Phật, ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời. Đức Phật dạy Bồ Tát Điển Đắc rằng, tất cả Bồ Tát đều có vô tận phục tạng, tiêu biểu là bốn phục tạng để giáo hóa chúng sanh. Hàng nhị thừa không có phục tạng này, không độ được người. Bốn phục tạng là gì và Bồ Tát dùng bốn phục tạng như thế nào để giáo hóa? Bốn phục tạng là tham, sân, si và đắng phần phiền não mà Đức Phật đã trải qua trăm kiếp tu hành để khắc phục, chế ngự được nó. Hàng nhị thừa tu thường đoạn trừ phiền não, nhưng càng quyết tâm đoạn, tham sân càng nổi dậy. Thực tế tôi thấy các vị tu hành đã lâu lại dễ nổi nóng, vì họ cố tâm đè nén, càng dằn lại nó càng bung ra mạnh. Đó là bệnh của người xuất gia. Thấy vậy chúng ta thương họ, vì quyết tâm tu mới ra nông nổi vậy. Bệnh thứ hai của nhị thừa là đoạn được tham, sân, si rồi, thì họ thành than nguội, quỷ mục, là vô giác, vô tri. Điều nguy hiểm này
thanh văn thanh tịnh thường mắc phải. Họ không nghĩ đến cuộc đời, không suy nghĩ gì nữa, nên không còn phiền não, và kết quả là đầu óc cũng trở thành sơ cứng, không còn hiểu biết gì cả. Đoạn trừ phiền não và đoạn luôn cả trí tuệ, họ vào hữu dư y niết bàn. Cuối cùng đoạn thân mạng thì vào vô dư niết bàn. Bước vào con đường tu theo cách này là cả một sai lầm lớn. Bồ Tát hành đạo hoàn toàn trái ngược. Họ dùng trí tuệ để hàng phục phiền não hay hàng phục tứ ma. Không biết mà đoạn ma chướng, sẽ bị ma vật chết. Nhưng biết thì hàng phục ma là buộc nó phải theo mình, không phải giết ma, vì ma không giết được. Nói cách khác, tánh xấu trong chính mình, ta khắc phục được nó vì ta biết nó, và ta biết nó vì ta đã trải qua kinh nghiệm sống từ quá khứ. Lúc bắt đầu phát tâm cho đến nay, chúng ta đã dành dụm được biết bao kinh nghiệm máu xương, biết rõ và hàng phục được nghiệp của chúng ta. Cần nhớ rằng, đừng diệt ma vì ma nhiều hơn, tức ác nghiệp nhiều hơn. Làm sao đoạn diệt nổi? Trong 51 tâm sở, thiện tâm chỉ có 11, còn ác tâm đến gần 40. Vì vậy, ta lấy ít mà đánh với nhiều thì thua chắc. Phật cao 1, ma cao 10. Từ đó theo tinh thần Đại Thừa, đổi lại cách tu, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn. Phiền não và Bồ Đề hay sinh tử và Niết Bàn là một. Đối với người ác xấu, chúng ta chống họ, giết họ, nhưng chúng ta yếu hơn thì họ giết ta chết trước. Cuộc đời hành đạo của Đức Phật chứng minh rõ ý này. Ngài đã dần dần chuyển hóa người chỉ trích, chống phá Ngài trở thành người hộ pháp đắc lực. Chẳng hạn, Phật không chống lại ác vương A Xà Thế hay vua Ba Tư Nặc. Nhưng hai ông vua này không có cách gì khác hơn là phải quy phục Phật, hỗ trợ cho Ngài tuyên dương chánh pháp một cách vô điều kiện. Học Phật phải hiểu yếu chỉ này để tu. Lấy thế ta mà chống ác ma, chắc chắn ta thua. Muốn chuyển đổi, hàng phục người ác, quan trọng nhất, chúng ta phải thấy được xấu ác của họ. Không biết mà nói là tự chuốc họa. Họ xấu điểm gì và ác chỗ nào? Thấy được điều đó, chúng ta gác nó sang một bên. Đừng bao giờ khơi lên ác xấu của họ. Lấy điều thiện của ta mà đụng vô cái ác của người là tự gieo tai họa chết chóc, tù đầy, không tránh khỏi. Ta nghĩ họ ác, còn không được, huống chi là nói ra. Phật dạy Bồ Tát giáo hóa chúng sanh nhờ bốn phục tạng này đã có sẵn rồi, và quan trọng là Bồ Tát đã tự hàng phục được chính mình. Chẳng hạn, có 21,000 cái tham. Trải qua quá trình hành Bồ Tát Đạo, chúng ta đã kiểm chứng những cái tham này trong lòng chúng ta. Nó dẫn chúng ta đi thọ sanh, lăn lộn trong sinh tử không biết bao nhiêu lần. Và đối với từng cái tham một, chúng ta đã hàng phục được rồi, mới có kinh nghiệm hàng phục nó như thế nào. Vì vậy, nay nhìn thấy đối tượng tham, chúng ta nhớ lại cái tham đời trước đã dạy xéo chúng ta khổ sở ra sao. Cũng như nhớ lại bằng cách nào chúng ta đã chế ngự, chuyển đổi được cái tham để trở thành hiền thánh. Chúng ta cũng thấy rõ phương cách dẫn chứng của Phật không làm mất lòng ai. Phật thấy chúng ta tham, biết chúng ta phạm tội, nhưng Ngài không nói thẳng. Vì Ngài làm chạm tự ái chúng ta, Phật dùng phương tiện kể chuyện quá khứ của Ngài đã từng tham ra sao và phải đọa địa ngục, đau khổ như thế nào. Từ kinh nghiệm đó, Ngài phát tâm Bồ Đề, quyết tâm đoạn diệt lòng tham. Đến nửa xu cũng không dám lấy của người. Kinh nghiệm đó là phục tạng, tức những điều tham sân si, đẳng phần phiền não phục tạng, Phật đều có và đã trải qua. Đặc biệt là Ngài nhớ rõ tất cả khổ vui, vinh nhục trong quá khứ, cũng như mối quan hệ của Ngài với mọi người, mọi loài như thế nào từ kiếp xa xưa dẫn đến ngày nay. Phật nhớ đủ, không sót. Theo dấu chân Phật,
Việc tu hành của Bồ Tát là nhớ rõ, không phải quên như thanh văn. Vị đạo sư nhớ tất cả, giáo hóa người, nhìn hiện tại mà biết quá khứ, biết tốt xấu của người, biết mối quan hệ với họ từ quá khứ. Nương theo đây để tiếp tục giáo hóa, tạo quan hệ gắn bó tốt đẹp hơn. Đức Phật dạy Điển Đắc Bồ Tát tu hành phải nhớ rõ bốn phục tạng: tham, sân, si, đẳng phần phiền não, là những điều khổ vui trong quá khứ của chính mình trên đường hành Bồ Tát Đạo. Điển hình như Đức Phật độ được Đề Bà Đạt Đa vì Ngài biết rất rõ mối tương quan của Ngài với Đề Bà từ nhiều kiếp quá khứ dẫn đến hiện tại. Hành đạo, biết rõ căn tánh, hành nghiệp, năng lực của người. Từ đó chúng ta xem người có khả năng làm được gì để dìu dắt, giúp họ thăng hoa, không phải theo hình thức tu chung chung của thanh văn. Ai cũng kêu gọi họ xuất gia, rồi cho ăn uống thiếu thốn, thân thể suy nhược, bệnh hoạn và cũng chẳng được học hành, trở thành người lờ khờ. Làm như vậy quả là phỉ báng Phật Pháp. Đức Phật dạy muốn độ người phải thấy biết quá khứ của họ, biết được ta có thể độ họ đến mức nào, họ có thể sống cuộc đời xuất gia được hay chưa, và họ làm được gì cho đạo. Chúng ta chỉ khuyên dạy được họ đến mức độ đúng theo hoàn cảnh và hành nghiệp của họ mà thôi. Bốn phục tạng, tham, sân, si, đẳng phần phiền não, chúng ta đều có, và nó đã từng tác hại đời sống mình như thế nào. Nay thấy chúng sanh có hoàn cảnh giống như vậy, chúng ta lấy kinh nghiệm mình mà nhắc nhở họ tu. Đức Phật sợ chúng ta tự ái, nên thường dẫn chứng những sai lầm của Ngài, để chúng ta thấy Ngài hư hỏng vậy mà ráng tu rồi cũng thành Phật. Ta không hư đến như vậy, nếu chịu tu thì chắc lại dễ sửa chữa tội lỗi hơn Phật và mau thành Phật hơn Ngài. Quý Tăng Ni học ý nghĩa phục tạng, thử nhớ lại đời trước ta là ai, đã từng làm gì. Riêng bản thân tôi, sang Nhật tu học, tôi hình dung ra hình như thuở quá khứ tôi đã từng tu ở chùa này, nên hiện tại tôi thấy văn hóa Phật giáo Nhật rất gần gũi, thân thương và hội nhập dễ dàng. Thiết nghĩ chúng ta theo Phật, tin tưởng rằng dương nghiệp đời trước còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời này. Nếu không có liên hệ quá khứ ấy, chúng ta sẽ dửng dưng như mọi người xa lạ mới tiếp xúc lần đầu. Đối với người tu thiền quán, dễ bắt gặp ý này. Với người hay chống đối một cách vô cớ, chúng ta dễ thanh thản vì cảm nhận được việc xấu ác hiện tại xuất phát từ đời trước. Ta và họ cũng từng đối chọi nhau rồi. Tốt nghiệp ấy dẫn đến đời này, họ lại diễn tiếp màn kịch ấy với ta. Chỉ vì ta quên mất nên mới thấy họ vô cớ chống ta. Học Phật, tự ý thức chẳng có gì là vô cớ trên đời này cả. Mọi việc theo Phật dạy đều do định luật nhân quả chi phối. Nhân quả hiện đời cho đến nhiều đời, với một người cho đến tương quan chằng chịt giữa muôn người, muôn loài, thường gọi là cộng nghiệp. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta tu hành phải biết túc mạng. Học đạo Bồ Đề mà không biết túc mạng, chỉ thấy nhân quả ngay trước mắt mà không thấy đời trước, nghĩa là không thấy nghiệp và tánh của người. Ta chỉ giải quyết chung chung, chắc chắn phải thua cuộc thảm hại. Chính vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát mới phát nguyện sanh trong loài nào cũng nhớ túc mạng của mình và người, mới có thể dễ dàng giải quyết oan trái và phát huy thiện duyên với người. Phật dạy bốn phục tạng này, ta nhớ trọn vẹn sâu sắc và cũng nhớ rõ ta đã hàng phục thành công nghiệp này như thế nào, thì mới dùng thành quả đó giáo hóa được người. Đức Phật giáo hóa một cách tốt đẹp từ vua chúa đến sa môn, thường dân hay những kẻ tội lỗi, ác nhân. Vì Ngài biết rõ họ nên chặn đứng được ác nghiệp của họ, đồng thời đáp ứng được mọi sở cầu cho họ. Theo tôi, đừng dại khờ nghĩ đến tận diệt phiền não. Hành Bồ Tát Đạo chính yếu là chuyển nghiệp ác thành thiện nghiệp, thì người sẽ tốt với ta, việc cũng tự động giải quyết tốt. Ta chống nó sẵn sàng chống ta.
và khi chưa đủ phước đức, trí tuệ, chắc chắn ta phải thua thế lực kẻ ác. Ngay cả Đức Phật, phước trí vẹn toàn mà Ngài còn không chống đối ai. Phật từng nói câu bất hủ rằng, trong trận chiến, người thắng và kẻ bại, cả hai đều thua cuộc. Cách giáo hóa của Phật cho thấy rõ, người có nhân duyên ác hay thiện đến với Phật, Ngài đều biết rõ và tùy theo đó mà hành xử, thể hiện tâm từ và trí tuệ tuyệt vời. Với cách giáo hóa ấy, không ai mà Ngài không độ được. Giảng xong, Đức Phật kể chuyện quá khứ của Ngài. Vô lượng kiếp trước, trong đời Ngũ Trược, có Phật hiệu Bửu Tự Công Đức Thanh Như Lai. Bây giờ có vua tên Quảng Thọ rất kính tin Phật Pháp, thường cúng dường Đức Phật ấy và chúng tăng an cư kiết hạ. Cũng có vị tỳ kheo tên Vô Cấu nhạo thuyết biện tài. Mọi người, kể cả vua Quảng Thọ, đều rất thích nghe Ngài thuyết Pháp và cung kính cúng dường Ngài. Cũng có những vị tỳ kheo niên thiếu tân học thường theo Pháp Sư Vô Cấu ra vào vương cung, được hưởng mọi thứ cúng dường, nhưng đa số họ không tu tập. Qua thời kỳ an cư, Đức Phật Bửu Tự Công Đức Thanh Như Lai nhập diệt. Vua Quảng Thọ dùng gỗ chiên đàn trà tỳ và xây vô số bảo tháp thờ Ngài. Tỳ kheo Vô Cấu được Đức Phật ấy thọ ký đa văn đệ nhất. Sau khi Ngài nhập diệt, vị tỳ kheo này hoằng dương chánh pháp, đi khắp nơi giáo hóa được vô số chúng sanh an trụ vô thượng bồ đề. Vua rất kính trọng Pháp Sư Vô Cấu trẻ tuổi, nên thường cho vị này tự do ra vào cung để thuyết pháp giáo hóa người trong hoàng cung. Vì vậy có một nhóm ác tỳ kheo khởi tâm ganh tị, tâm họ còn chất chứa nhiều tánh xấu ác, tham lam, mới nghĩ cách đặt điều nói xấu Pháp Sư Vô Cấu. Ác tỳ kheo tâu với vua rằng, vị Pháp Sư trẻ tuổi không tu hành chân chánh, chỉ lợi dụng hảo tướng và tài ăn nói để dụ dỗ các bà phi. Thực tế chúng ta thường thấy các Bồ Tát Tăng hay gặp tai nạn này. Vì họ hành đạo được nhiều thuận lợi, tốt, dễ tạo thành thế ganh tức, thường bị người bịa đặt, nói xấu nhằm hạ uy tín. Vua nghe ác tỳ kheo nói xấu cũng không tin. Ông thâm tín Phật Pháp, tin tưởng hoàn toàn ở Pháp Sư Vô Cấu thanh tịnh, giải thoát, chẳng thể có ý niệm tà dại, huống gì là có hành động tội lỗi. Ác ma cũng không chịu thua, chúng liền hiện trong hư không, nói với vua rằng ác tỳ kheo thì chân chánh, bị tỳ kheo Vô Cấu trẻ đẹp lừa dối. Nếu vua không tin, thử về hoàng cung xem. Vua liền nghĩ đó là chư thiên mách bảo, nên vội vàng trở về cung, thì thấy tỳ kheo trẻ đang thuyết pháp và cung nữ vui mừng vây quanh. Vua thấy vậy khởi lên vọng tưởng rằng Pháp Sư Vô Cấu đang mê hoặc các mỹ nữ, làm họ quên mất ông vua già này. Tức thì, phiền não trong ông liền vụt nổi dậy đối với vị tỳ kheo mà ông đã từng rất thâm tín, kính trọng. Vua nổi giận, truyền lệnh đưa tỳ kheo Vô Cấu ra trị tội vì đã làm ô uế cung vua. Các quan và quyến thuộc cũng bị ma lực nhiếp trị, nên cũng nổi giận với tỳ kheo vô tội ấy và muốn giết hại vị này. Khi Chiên Đà La cầm dao đến, thì vị tỳ kheo Bồ Tát này chỉ xin được phát nguyện. Ngài chắp tay phát thệ rằng, nếu tôi không phạm tội ấy, chỉ xiển dương Phật Pháp, thì cho cõi đất chấn động sáu cách và hư không mưa hoa đẹp. Vừa phát thệ xong, điềm lành này xảy ra tức khắc, chúng ma lo buồn bỏ đi. Thử nghĩ trên bước đường tu, giả sử chúng ta gặp nạn mà không có hiện tượng kỳ diệu như vậy cứu thoát, thì chỉ còn nước chết. Nhưng đối với Bồ Tát công đức lớn, khi các ngài phát nguyện, chắc chắn hộ pháp phải chuyển đổi mọi việc đúng theo ý nguyện đó. Quả tình đúng như lời tỳ kheo Vô Cấu vừa phát nguyện, điềm lành này hiện ra ngay. Vua Quảng Thọ chứng kiến cảnh mầu nhiệm ấy, sanh lòng hối hận vô cùng. Ông mới nguyện hầu hạ suốt đời Pháp Sư Vô Cấu để sám hối tội lỗi nghi lầm, nghĩ bậy, nghe bậy của mình. Đối với vị tỳ kheo Vô Cấu đã đắc được từ nhẫn mà vua còn sanh lòng độc hại, nên mặc dù đã ăn năn sám hối,
vua vẫn bị đọa địa ngục đại kiếu trong nhiều ức năm vì ác nghiệp ấy. Mãn tội, được thân người, vua gặp Đức Phổ Nhãn Như Lai, thân cận cúng dường. Phổ Nhãn Như Lai chính là Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Các ác tỳ kheo muốn hại pháp sư vô tội ấy, trong đó có Di Lặc Bồ Tát cầm đầu, cũng bị đọa địa ngục. Đức Phật nói về kinh nghiệm tu hành của Ngài nhằm nhắc nhở các quốc vương hay những tỳ kheo thường ưa chống đối, hại người. Đừng để tham, sân, si, phiền não nổi dậy thì phải khổ sở nhiều kiếp trong địa ngục. Khi thoát được khổ nạn này, nên nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ xấu về người tu. Di Lặc cũng nhớ lỗi lầm xưa, quyết lòng đổi tâm xấu ác ấy thành tâm tùy hỷ và hành động thánh thiện, nên Di Lặc được thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai, trong tương lai, trong tương lai. Thọ ký ảo sư Bạc Đà La. Trong pháp hội này, Đức Phật thọ ký cho ảo sư Bạc Đà La là một người ngoại đạo, nói lên ý nghĩa chính yếu rằng đạo Phật dung hóa tất cả mọi người, mọi loài, không phải chỉ dành riêng cho một người nào, một loài nào. Trên bước đường tu, nếu không hiểu ý này, chúng ta dễ chấp vào pháp môn mình tu, chấp vào chùa của mình, hệ phái của mình. Những kiến chấp như vậy sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng tự cô lập, và xa hơn, chấp vào đạo của mình thì ta lại tự đưa mình ra ngoài xã hội. Nhưng đạo Phật không phải là mô hình cố chấp. Đức Phật dung nhiếp tất cả các loài. Kinh thường nói Phật là bậc thầy của trời người, là vị cha lành của bốn loài. Như vậy là đệ tử Phật, chúng ta coi bốn loài đều là huynh đệ. Từ ý này, theo tinh thần Đại Thừa, với tầm nhìn phóng khoáng, người giác ngộ trước, kẻ giác ngộ sau, mọi người, mọi loài đều lần lượt tiến về vô thượng đẳng giác. Chúng ta sớm giác ngộ, trở thành sa môn. Các Phật tử tại gia còn bị nhiều phiền não trần lao, nghiệp chướng, ràng buộc, và xa hơn nữa, có nhiều người bị tà kiến ngăn che. Vì họ phải chịu ảnh hưởng phong tục, tập quán của quốc gia nơi họ sanh ra và lớn lên, không thể nào khác được. Tuy nhiên, nếu có duyên lành gặp được Phật Pháp, họ cũng sẽ tin theo. Hàng thánh đệ tử Phật cũng xuất thân từ Bà La Môn giáo. Họ gặp Phật có sức thuyết phục nên đã cải tà quy chánh. Chúng ta theo Phật cũng học cách xây dựng người giống như Ngài. Làm sao giúp cho người từ bỏ đường tà trở thành chân chánh. Đức Phật giáo hóa nhiều thành phần trong xã hội. Trong pháp hội này, Ngài giáo hóa ảo sư Bạc Đà La là người nổi tiếng về ảo thuật ở thành Dương Xá. Những trò ảo thuật lạ lùng dễ thu hút người, thường được ngoại đạo sử dụng để mê hoặc người khác. Ảo thuật nâng lên độ cao, có thể gọi là thần thông biến hóa, tác động cho người phải sợ và tin theo. Thực tế cho thấy, một số tôn giáo ngày nay vẫn còn áp dụng thủ đoạn này. Thật vậy, trên bước đường hành đạo, chúng ta dạy người sống chân thật theo giáo lý, thì ít ai nghe theo. Vì đối với họ, làm như vậy thật là cực khổ. Phần lớn, người ta tham lam, nghe đồn ở đâu linh thiêng là họ theo liền. Thời Phật tại thế, ngoại đạo rất nhiều và có thế lực mạnh. Nhưng Đức Phật đã cảm hóa được họ trở về với chánh pháp của Ngài. Ngày nay chúng ta theo dấu chân Phật, tất yếu cũng phải hướng dẫn người đi theo chánh đạo. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải có ưu thế hơn người. Tuy nhiên, thực tế lúc bắt đầu hành đạo, chúng ta luôn luôn phải đối phó với nhiều người tranh chấp. Điều này khó tránh khỏi. Thiết nghĩ Đức Phật trên bước đường du hóa, Ngài cũng từng trải qua không ít những cuộc đối đầu với thế lực ác. Chúng ta thấy rõ điều này qua lời dạy của Ngài về cách xử thế đối trước việc xung đột. Chỉ có đời tranh chấp với Như Lai, Như Lai không bao giờ tranh chấp với đời. Ngài không tranh chấp nhưng hàng phục được họ. Chúng ta học Phật cũng không thể nào làm khác hơn.
Chúng ta thử nghĩ xem ưu thế của Phật và của ngoại đạo khác nhau như thế nào. Chắc chắn đối với Phật đạo, sống chân thật là chủ yếu, còn ngoại đạo lấy việc mê hoặc người làm chính. Ta sống chân thật, có thể lúc đầu người chưa hiểu, nên chưa tin và chưa chấp nhận ta. Tuy nhiên, càng lâu dài về sau, họ sẽ hiểu rõ và đồng tình với ta. Vì vậy, trong nhất thời, chúng ta thua thế lực ác. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta sẽ hơn họ. Thực tế cho thấy, những người dùng thủ đoạn để lừa dối thì họ cũng chỉ đạt kết quả tạm thời, vì đâu thể nào gạt được người nhiều lần. Bản thân tôi được như ngày nay là nhờ có quá trình 50 năm hành đạo. Càng về lâu, người càng hiểu tôi hơn. Trái lại, nay nói vậy, nhưng ngày mai cuộc sống họ đã khác rồi thì làm sao tin được. Chính vì vậy, đạo Phật tồn tại lâu dài hơn 25 thế kỷ và còn đang phát triển mạnh. Trong khi các tà giáo lúc mới thì mạnh, nhưng càng lâu càng suy sụp, không cứu được. Họ công kích, nhưng ta tu, lợi dụng sự công kích đó để phát huy tính chân thật của ta. Theo tôi, khi họ nói xấu, chúng ta lắng nghe xem họ nói đúng không. Nếu phê phán đúng, ta phải sợ, lo sám hối, sửa đổi thành tốt. Nhưng nếu họ vu khống, chúng ta không có lỗi thì chẳng có gì mà sợ. Nói sai thì họ phải nói lại cho đúng, hoặc nói sai là tự làm cho họ mất uy tín với người. Sở trường của chúng ta sống chân thật là như vậy. Lấy sở đoản mà đọ sức với người, chắc chắn ta thua. Làm sao chúng ta gian bằng họ được? Nguyễn Trãi, chịu ảnh hưởng đạo Phật, đã nói rằng: trí nhân thắng cường bạo. Thắng người là hơn họ hiểu biết, hơn họ lòng từ bi và đức khoan dung. Ngoại đạo tà sư hại Phật, nhưng Ngài vẫn thanh thản và mở rộng lòng từ bi, tha thứ và dung nhiếp tất cả. Đó là phương cách cảm hóa ngoại đạo, không tranh chấp với họ, không nói giáo lý của ta hay, nhưng ta thể hiện giáo lý thành việc làm thánh thiện, và cứ như vậy mà thăng hoa cuộc sống. Thành Dương Xá ở phía đông Ấn Độ, nơi hội tụ nhiều văn hóa khác và có khuynh hướng theo tư tưởng mới. Tuy nhiên, quan niệm cũ vẫn còn. Từ đó có nhiều nhà ảo thuật, nhà hùng biện hay người luyện bùa chú. Đối với Đức Phật, Ngài thấy đó là mảnh đất tốt, có nhiều đối tượng để Ngài hành đạo. Kinh Duy Ma diễn tả rằng tìm Phật đạo trong vị kiến ngoại đạo. Trong khi vị kiến ngoại đạo thì tìm trong sợ hãi, hoài nghi của con người. Nhưng tà thuyết ấy vẫn không dẫn họ đến đâu. Nhờ vậy chánh đạo mới có cơ hội phát triển. Đức Phật nhắm đến Dương Xá Thành, tiêu biểu cho môi trường tốt để hoằng hóa độ sanh. Đối với người có trí tuệ thì đây là phương tiện để phát huy. Còn cái giỏi đóng khuôn không thể quay là giỏi. Có đối tượng cho chúng ta quan sát, càng khó, ta càng khôn, càng khổ, ta càng đạo đức. Phật thể hiện ý này ở thành Dương Xá. Ngài độ ba anh em Ca Diếp và nhận 1000 đệ tử, khiến cho vua Tần Bà Sa La phải phát tâm và độ một Kiền Liên. Đức Phật đã sử dụng ngay những tranh chấp của vị kiến ngoại đạo mà khai ngộ cho họ. Nói cách khác, Ngài lấy suy nghĩ của chính họ để dạy họ, không phải áp đặt cho họ suy nghĩ của Ngài. Tất cả thao thức, nguyện vọng của họ, Phật đều đáp ứng, còn đem cái xa lạ nào đưa cho họ, làm sao họ chấp nhận được. Điều này thể hiện tinh thần bất nhị pháp môn của đạo Phật tuyệt vời là vậy. Chân lý chỉ có một, ví như hai mặt của bàn tay, là mê và ngộ. Người suy nghĩ sai lầm là mê, Phật điều chỉnh lại cho đúng là ngộ, thì vẫn là suy nghĩ của họ, không phải của ai khác. Không lấy cái đầu khác đặt lên cho họ. Với cách giáo hóa này, người theo Phật đạo trở thành thông minh, nhưng theo ngoại đạo thì đầu của họ thành khờ khạo. Ảo sư Bạc Đà La nổi tiếng nhất ở Dương Xá, và Phật nhắm vô ông này để độ. Đó là nhân duyên khiến ta phải suy nghĩ.
Phật cũng nói Ngài chỉ độ được người có duyên, nghĩa là họ và Phật đều có liên hệ, và liên hệ cao nhất thuộc về suy nghĩ. Trong tư duy giữa Phật và họ có điểm tương đồng. Trên bước đường hành đạo, muốn độ người, tôi thường quan sát xem giữa tôi và người đó có mối quan hệ nào hay không. Tôi và họ có điểm gì đồng nhau thì tôi mới khai thác được. Hoặc họ có cùng ước mơ thì tôi nói họ mới nghe. Nhưng suy nghĩ và hành động không giống tôi, không tài nào độ được. Thử nghĩ chúng ta làm sa môn giải thoát, làm sao độ thương gia giàu có. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến tính toán, tiền bạc, quyền lợi, trong khi lòng ta không hề có những thứ này. Rõ ràng ta và họ không có chút xíu gì tương đồng. Theo tôi, họ có thể gặp thầy tướng, thầy bói và dễ nghe theo. Chúng ta khuyên họ tu bát quan trai, tụng kinh, chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm riêng tôi, cố tìm điểm đồng nhau của người nào đến với tôi. Nếu không có, tôi không độ. Độ được thương gia là khi họ đã mỏi gối chồm chân, chán nản với công việc tính toán hơn thiệt rồi. Lúc ấy khuyên tu, họ dễ nghe theo ta. Lúc họ còn hăng say, nhiệt tình với việc làm giàu, ta phải chỉ cách cho họ làm giàu thêm, giống như Duy Ma dạy họ làm sao nắm quyền hành, được nhiều của cải, họ mới kính phục. Học Đại Thừa phải thấy khả năng của Đức Phật thật đa dạng, không phải có một. Ngài làm thầy của Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, vân vân. Trong con người của Phật có đủ tất cả đặc thù của mọi thành phần xã hội, không phải chỉ đóng vai trò Sa Môn thôi. Đức Phật thành công trong việc tế độ ảo sư Bạc Đà La thì Ngài phải là vị đại ảo sư, vì có hơn họ mới độ được. Ảo sư Bạc Đà La có tham vọng lớn, thấy Phật được nhiều người kính trọng, ông tìm cách hạ uy tín Phật để người phải phục ông. Dưới mắt Phật, đây là người có duyên để Phật tiếp độ. Dù cho người ác khởi ý nghĩ ác cũng là duyên. Đó là cơ hội để Phật thi thố tài năng, có chạm trán thực sự mới biết ai giỏi, làm cho người hiểu rõ Ngài hơn. Đức Phật nhận lời thỉnh trai tăng cúng dường của ảo sư Bạc Đà La. Một kiền liên dùng thần thông quán sát, thấy ảo sư không phải thật tâm cúng dường Phật, chỉ muốn hại Ngài, nên bạch Phật đừng nhận lời. Tuy nhiên, Đức Phật lại thấy khác với một kiền liên. Một kiền liên thấy ngán sợ ngoại đạo và đối lập với họ, để cuối cùng bị họ hại chết. Đó cũng là bài học cho chúng ta làm sao dung hóa được ngoại đạo. Đối với Phật, đến với ảo sư là cơ hội ngàn vàng, còn một kiền liên thì lại thấy không nên. Ý này nói lên sự khác biệt giữa tinh thần tiểu thừa và đại thừa. Đức Phật nhận lời dự trai tăng khiến cho ảo sư nghĩ thầm rằng lâu nay nghe đồn Phật là bậc chánh biến tri, nhưng nay coi như chắc chắn thua vì đã rơi vô kế của ông. Ông sẽ dùng ảo thuật để tạo thành một trai đường trên đống rác dơ bẩn. Mọi người dù theo tà giáo hay Phật đạo, nghe nói ông trai tăng cúng Phật, họ đều rung động. Người thương Phật thì lo sợ Phật hiền từ, rơi vô bẫy của ảo sư xảo trá, làm sao sống được. Người ghét Phật cũng đến xem Phật và ảo sư này, pháp thuật của ai cao hơn. Theo Phật, khi quần chúng tập trung đến là điều kiện tốt để Ngài giáo hóa. Ngài thể hiện đạo đức thực sự của bậc chân tu đắc đạo thì cảnh giới trang nghiêm theo. Điều ấy hoàn toàn khác với mưu trước của ảo sư Bạc Đà La, dùng ảo thuật tạo cảnh trang nghiêm, nhưng đó là cảnh giả. Thật vậy, chư thiên cảm đức hạnh của Phật nên đồng một lúc bốn vị thiên dương xuất hiện, nói với ảo sư rằng họ nghe ông thỉnh Phật trai tăng cúng dường. Họ cũng đến xin tùy hỷ công đức và dựng lên đạo tràng của họ. Thích Đề Hoàng Nhân cũng đến tùy hỷ, cũng lập đạo tràng bên cạnh. Điều này khiến cho ảo sư phải khiếp sợ. Về điểm trời đế thích và tứ thiên dương có đến thật hay không, ta không đề cập. Nhưng nếu hiểu theo suy nghĩ thông thường, thì trời tứ thiên dương và đế thích cảm đức độ của Phật mà tới. Còn nghĩ theo lý tánh, triết học,
Đức Phật thánh thiện thì chắc chắn có người tốt đến tạo điều kiện tốt cho Phật. Và nếu nhìn ở khía cạnh thần thông, Đức Phật vẫn hơn hẳn ảo sư. Ảo sư Bạc Đà La xây dựng đạo tràng cúng Phật ở chỗ Ô Uế, nhưng nhờ trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi đem của quý giá của cõi trời đến, nói lên ý cao tột của đạo Phật rằng tịnh uế là một, đều do tâm tạo ra. Tâm ác độc thì biến tất cả thành xấu xa, dơ bẩn. Tâm chư thiên tốt lành hiện thành cảnh trang nghiêm đẹp đẽ theo. Nói cách khác, con người có hai mặt, biết phát huy mặt tốt, diệt tự tốt, nhưng không biết hướng thiện, chỉ phát triển mặt ác, hoàn cảnh sẽ trở nên xấu. Chư thiên xuất hiện cúng dường Phật, gợi chúng ta suy nghĩ công đức phước báo của Đức Phật vô cùng to lớn, xảo thuật của thế gian chẳng thể sánh bằng. Theo dấu chân Phật, chúng ta tin rằng nếu hành thiện, có đạo đức thực sự, không ai có thể ám hại được ta. Tư cách thánh thiện của Phật quá lớn, hàng phục được tất cả, và Ngài là biểu tượng cho nhiều người kính mến. Tất nhiên, những kẻ xấu ác thấy vậy cũng sanh tâm ganh tị. Ý này nhắc nhở quý thầy, gặp người ganh tị dèm pha, đừng sợ, cố giữ cho tâm mình hoan hỷ. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng, khi hành đạo mà không ai nói đến, tự biết chúng ta còn non kém. Người ta đặt vấn đề với mình là biết họ sợ mình, mới tìm cách hạn chế. Mình có tiếng hoặc được kính trọng mới khiến họ bực tức nói xấu. Chúng ta thấy rõ ý này giữa việc làm của Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật. Chính ác tâm của ảo sư làm cho uy tín của Phật tăng thêm và khiến người tập hợp đến. Phật dẫn đến chứng trai, và chỗ này vẫn trang nghiêm thanh tịnh, có chư thiên nhiều phước báo hiện diện. Trước kia nơi này là bùn nhơ tội lỗi do người tham sân si dựng lên, nhưng nay chư thiên trong sáng tạo dựng thì đạo tràng trở thành tốt đẹp. Có thể hiểu tất cả đều do con người quyết định, nơi xấu mà người tốt đến ở sẽ trở thành tốt và phát triển, ngược lại người xấu sử dụng, nơi tốt cũng trở thành hư xấu. Đức Phật đến chứng trai khiến cho ảo sư có cái nhìn thay đổi, thấy nhiều người ủng hộ Phật, có cả chư thiên tham dự. Trong kinh diễn tả rằng Phật quá làm ông trưởng giả đến nói chuyện với ảo sư. Ảo sư thật sự không giàu nên thích nhờ giả người giàu. Thấy ông trưởng giả quá thân của Phật, ảo sư mừng lắm. Trưởng giả mới hỏi ảo sư làm gì ở đây. Ảo sư cho biết ông cúng dường Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả liền bảo ông chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật và đại chúng đang được dâng cúng ở cung vua A Xà Thế. Do thần lực của Phật khiến cho ảo sư cũng thấy như vậy. Đức Phật lại hóa hiện làm trưởng giả thứ hai vào hội, cũng hỏi ảo sư như vậy và dùng thần lực cho ảo sư thấy Đức Phật và chư thánh tăng đang đi khất thực ở khu Phạm Chí. Sau đó, Đức Phật cũng hóa hiện làm trưởng giả thứ ba vào hội, bảo với ảo sư rằng Đức Phật đang ở tại giường nhà của Y Dương Kỳ Bà và đang thuyết pháp cho tứ chúng. Và Phật dùng thần lực khiến cho ảo sư cũng thấy vậy. Đức Phật lại hóa hiện Thiên Đế Thích đến bảo với ảo sư rằng Đức Như Lai đang thuyết pháp cho chư thiên tại cung trời Đao Lợi, và thần lực của Phật cũng khiến cho ảo sư thấy như vậy. Ý này được Đại Thừa triển khai thành Thiên Bá Ức Hóa Thân Phật. Chứng trai xong, Đức Phật trở về thành Dương Xá thuyết pháp. Ảo sư nhận ra năng lực nhỏ bé giới hạn của ông, trong khi uy tín và việc làm của Phật thì vô cùng, không thể nghĩ bàn. Vì thế, ông tỏ lòng sám hối, phát tâm Bồ Đề, xin theo Phật tu hành, liền chứng vô sanh nhẫn. Cách giáo hóa của Phật thật đơn giản, đi thẳng vào tâm, khiến ông nhận được đúng sai, nói ít mà tác dụng lớn lao. Ông mới hỏi Phật về pháp tu của Bồ Tát. Theo tôi, pháp của Bồ Tát rất nhiều, nhưng tựu trung phân ra cho ta thấy pháp tu Bồ Tát không phải phàm phu, cũng không phải nhị thừa. Thông thường chúng ta dễ hiểu điều gì tách bạch rõ ràng, một là nhiễm, tức thế gian,
hai là tịnh, tức xuất thế gian. Nhưng theo Đại Thừa, nhị đế dung thông hay đệ nhất nghĩa đế là pháp tu của Bồ Tát. Nhị Thừa và Bồ Tát đều tu thiền định, nhưng hàng nhị Thừa nhập định thì lìa thế gian, hoàn toàn dứt bạc mọi sinh hoạt. Càng sâu vào thiền định, càng cách xa cuộc đời. Hàng Bồ Tát thì trái lại, càng vào định càng gần gũi quần chúng. Quần chúng thương Bồ Tát nhiều vì Bồ Tát và họ là một. Cách đắc định của Bồ Tát khó hiểu là vậy. Thiền định của nhị Thừa phát huy lên cao thì tâm đại bi biến mất. Nhưng thiền định Đại Thừa định càng sâu, tâm đại bi càng lớn, mức độ cảm hóa chúng sanh càng rộng. Trên tinh thần như vậy, đi vào tâm thể của sự vật, Bồ Tát giáo hóa trên tâm. Ngoài ra, nhị Thừa vào định thì không biết việc bên ngoài. Bồ Tát khác hẳn, càng thâm nhập định, sự vật càng sáng ra trước mắt. Giáo nghĩa Phật và sinh hoạt các loài đối với Bồ Tát càng thấu rõ. Từ đó, Bồ Tát không từ bỏ chúng sanh, vẫn giáo hóa chúng sanh, vẫn sinh hoạt với cuộc đời. Nhưng trong lúc đó, Bồ Tát vẫn thanh tịnh. Và Bồ Tát có bốn pháp dẫn đến thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Một là Bồ Tát khác với chúng sanh, và nhị Thừa ở điểm càng khó, ý chí Bồ Tát càng cao, không phải sợ khó, bỏ cuộc. Đó là tâm không thoái chuyển, lập chí đi lên của Bồ Tát. Hai là càng khó, tâm Bồ Tát càng thương chúng sanh. Vì thế cái khó mà Bồ Tát gặp hôm nay đối với chúng sanh càng khó nhiều hơn, nên Bồ Tát thương chúng sanh hơn, không bao giờ bỏ họ. Ba là Bồ Tát luôn nuôi lớn thiện căn. Căn lành là điều tốt mà chúng ta phải cố gắng phát triển, nuôi dưỡng nó mới tiến tu được. Nếu là nhị Thừa, tu được một phần công đức, được quần chúng thương thì càng dễ hư hỏng. Ngược lại, Bồ Tát càng gặp điều kiện thuận lợi, càng quyết chí tu. Bốn là Bồ Tát luôn hộ trì chánh pháp, giữ chánh pháp tồn tại, lợi ích cho muôn loài. Từ ảo sư biến thuật bình thường phát tâm tu, tiến lên đại thần biến, được Đức Phật thọ ký thành Phật tên là Thần Biến Vương Như Lai ở nước Đại Trang Nghiêm. Điều này một lần nữa gợi lên cho chúng ta ý nghĩa sự vật không cố định. Nếu trình độ năng lực của chúng ta cao, biến xấu thành tốt, và ngược lại, năng lực kém làm cho điều tốt trở thành hư hỏng. Mọi vật trên cuộc đời này như ảo hóa, không thật, và giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát là mượn cảnh huyễn độ người trong mộng. Biết thì xây dựng mộng huyễn thành tốt, không biết thì bị mộng huyễn bao vây làm khổ chúng ta, của chúng ta, của chúng ta. Phật dạy: sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức, ngược lại nói ra sẽ khiến ta tạo khổ nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khổ nghiệp,
lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có 3 điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có 3 điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu
có 4 điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm 4 điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành 4 ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết. Bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn.
người đã bỏ bạn ra đi, chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi.
có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi: ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói: nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân, ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta, khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai, khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống, chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật. Đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời dối